Chào mừng các bạn đến nghe chuyện hay.com. Nếu thấy hay cho mình một đăng ký kênh, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 177 tài đại khí thô nha đầu. Sau đó, Lãnh Vô Yên lại dựa theo Tô Lên đề nghị tuyển hai cái chiến kỹ. Hợp khí linh tức, cần 100 học phần, điều tiết đặc biệt tần số hô hấp, phối hợp thể nội linh khí hướng đi. Có thể để thể nội linh khí trực liên trong không khí linh khí, đạt đến thể nội linh khí ẩn núp công năng. Nhưng trong tu luyện dễ dàng đem thể nội linh khí cùng không khí quá độ đồng hóa, cuối cùng tạo thành thể nội linh khí tản mát một trận. Đại Thiên Linh Bảo, cần 110 học phần, có thể để thể nội linh khí đồng thời bộc phát, hướng địch nhân phóng ra đi qua. Căn cứ vào chiến kỹ tu luyện sâu cạn, có thể bộc phát 10 đến 1.000 đạo linh khí. Cái này Đại Thiên Linh Bảo thuộc về phạm vi công kích. Vừa vặn bù đắp Lãnh Vô Yên đơn thể công kích vô địch, nhưng không phạm vi công kích lỗ hồng. Hợp khí linh tức tăng thêm Lãnh Vô Yên năng lực ẩn nấp, sau này đi Bách Lương Sơn vừa vặn cần dùng đến. Mà Thiên Diễn Ngự Linh Pháp tắc là tăng lên Lãnh Vô Yên công kích từ xa, cùng với khả năng di chuyển. Chỉ cần cái này Thiên Diễn Ngự Linh Pháp thêm tại Lãnh Vô Yên trên trường kiếm. Đó không phải là tiên hiệp trong tiểu thuyết thường thấy nhất ngự kiếm thuật sao? Cái này ba đạo chiến kỹ, hết thảy hoa Lãnh Vô Yên 330 học phần. Nguyên bản có 578 nàng đi qua lần này mua sắm, sau đó còn lại 248 cái học phần. Nếu là không có Sở Xanh cái kia 5 cá nhân khẳng khái giúp tiền. Nàng thật đúng là không thể như thế ngang tàng. Tối đa cũng liền mua một cái Thiên Diễn Ngự Linh Pháp truyện. 330 phân tiêu xài, Lãnh Vô Yên cũng không cảm thấy đau lòng. Không nói trước cái này học phần vốn cũng không phải là nàng làm nhiệm vụ dẫy đến. Liền xem như, có Venom tại. Điểm ấy học phần còn không phải dễ dàng kiếm lại. Lãnh Vô Yên thế nhưng là biết, bọn hắn còn có một đống lớn khắp huyết thạch không có bán đâu. Nàng không cảm thấy cái gì, nhưng giấu ở vũ luyện trong quán một lão nhân cũng là bị nàng cái này rộng rãi thủ bút hù đến. Một lần liền mua 3 cái chiến kỹ, cũng đều là đắt tiền nhất cao giai chiến kỹ. Nhà đầu này, học phần nhiều như vậy sao? Hơn nữa, mua nhiều như vậy, nhớ được sao? Học phần nhiều hơn nữa cũng không thể như thế tạo a. Vị lão nhân này thủ hộ vũ luyện quán đã vượt qua 30 năm. Cái này 30 năm qua, hắn gặp quá nhiều học sinh đến đây học tập chiến kỹ. Những học sinh kia không có chỗ nào mà không phải là tuyển chọn tỉ mỉ mới tuyển ra một môn học tập. Học tập sau đó kính như chân bảo rời đi. Lão nhân gặp qua điều kỳ quái nhất còn muốn là mấy năm trước một cái phiền muộn nam sinh. Tuổi còn nhỏ trên thân liền đã có đậm đà phảng phất có thể ngửi ra máu tanh mùi vị sát khí. Nam sinh kia một hơi mua 2 quyển chuyên chú sát phạt chiến kỹ. Đó đã là lão nhân gặp qua xúc tu xa hoa nhất học sinh. Nơi nào nghĩ đến, cái này còn không đến mấy năm, hôm nay lại tới một cái. Hơn nữa càng quá đáng, cái kia phiền muộn nam sinh mua 2 quyển chỉ có 80 học phần tả hữu. Mà bây giờ nha đầu này, tiện nghi nhất cũng là 100. Còn một mua chính là 3 bản. Đơn giản thái quá, hắn muốn đi ra ngoài khuyên bảo một chút nha đầu này, tham thì thâm đạo lý. Nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi. Nha đầu này cũng đã mua, coi như hắn khuyên còn có thể đem học phần cùng ký ức trả lại không thành. Trực tiếp đi ra vũ luyện quán, Tô Lên âm thanh tại thể nội vang lên, có ý tứ. Thế nào, Lãnh Vô Yên hỏi, chúng ta mua truyền đạo thạch thời điểm, có cái ý thức một mực đặt ở trên người chúng ta. Hẳn là trông giữ vũ luyện quán lão sư a. Lãnh Vô Yên nói, dù sao ở đây trọng yếu như vậy, không có lão sư nhìn xem sao được. Ân, ta biết, Tô bắt nguồn tự nhiên biết đạo ánh mắt kia là lão sư. Dù sao hắn kiếp trước nhìn tiểu thuyết cũng không ít, bình thường giống loại này tàng bảo các chỗ, đều sẽ có người trông coi, cũng sẽ có không tưởng tượng được người đến xem không dậy nổi, trêu chọc bọn hắn. Tô Lên một mực chờ đạo ánh mắt kia động thủ. Kết quả không nghĩ tới thế mà cứ như vậy chỉ nhìn. Cái dám đều không thả một cái. Để cho hắn không công chờ mong. Rời đi võ luyện quán, Lãnh Vô Yên hỏi thăm Tô Lên, Venom, kế tiếp chúng ta đi cái nào? Trực tiếp đi tới Bách Lương Sơn. Không nóng nảy, Tô Lên lắc đầu, đi trước một chuyến quật khởi lộ, đem long thần tạo nên máy thu hình lỗ kim toàn bộ trải lên. Tiếp đó về lại ký túc xá, giúp ngươi đem cái này 3 cái chiến kỹ học hết tập lại nói. Trong Quảng Hàn cung linh khí dày đặc nhất, tại loại này hoàn cảnh tu luyện, mặc kệ là thu nạp linh khí còn là tu luyện chiến kỹ, đều rất thích hợp. Lãnh Vô Yên gật gật đầu, quay người đi tới quân võ thành.
Tô Lên chui vào Quảng Hàn Cung, trông thấy Cố Thư Giao cùng Đoạn Cơ Nguyệt còn tại tu luyện. Hắn cũng không đi quấy giày, đi thẳng đến tới Long Thần bên cạnh. Long Thần, bây giờ camera tạo ra bao nhiêu cái? Trước mắt hết thảy tạo ra 8202 cái có thể chân chính sử dụng camera. Tô Điểm gật đầu, đem camera đều cho ta đi. Duỗi ra một cây xúc tu đi ra bên ngoài ôm lấy Lãnh Vô Yên trên người ảnh vệ huy chương. Tô Lên đem huy chương kéo tới trước người. Đem những thứ này camera toàn bộ lắp đặt. Đừng nhìn những thứ này camera chừng 8000 do nhiều cái. Nhưng bởi vì người người khéo léo đẹp đẽ, chiếm được chỗ căn bản vốn không lớn. Toàn bộ nhét vào ảnh vệ huy chương sau, phát hiện còn không bằng sát phách khấp huyết núi đá một nửa lớn. Thu hồi huy chương, Tô Lên lại lần nữa trở lại trong cơ thể của Lãnh Vô Yên. Hai người rất mau tới đến quật khởi lộ, lấy quật khởi đường bị phong cấm siêu thị làm trung tâm toàn diện trải rộng ra. Đem 8000 cái camera trải tốt sau, phạm vi giám sát cũng từ 5 km mở rộng đến 20 km khu vực. Lãnh Vô Yên trực tiếp trước khi rời đi hướng về trường học ký túc xá. Ở đây còn phải lại câu một hồi, sau này một đoạn thời gian lại là không cần xen vào nữa. Chờ thẳng đến ca lớn mắc câu là được. Bất quá Tô bắt đầu hiện quân võ thành bên trong khí tức ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Thành vệ quân trên mặt đã tràn đầy cũng là sương lạnh chi ý. Nguyên bản 3 người một tổ tuần tra bây giờ càng là đã biến thành 4 cái. Hơn nữa cái này 4 cá nhân người người cũng là một bức kiếm bạt nỗ trương bộ dáng. Liền xem như ngu ngốc đến mấy quân võ thành thị dân phổ thông, cái này cũng phát hiện thành nội bầu không khí không đúng. Tô Lên nghĩ nghĩ, muốn hay không lấy thủ hộ giả thân phận đi gặp Trương Vì Dân cùng Lưu Ưng. Lấy hắn thủ hộ giả thân phận, hỏi cái gì bọn hắn không phải hỏi gì đáp nấy. Chỉ bất quá ý nghĩ này chỉ ở trong đầu qua một chút liền bị từ bỏ. Không được, bây giờ còn không biết ai là gian tế. Hắn chủ động xuất hiện chỉ có thể đả thảo kinh xà. Thừa dịp nhân xà tử vong tin tức còn không có phát đến quân võ thành phía trước, hắn còn cần tiếp tục ẩn nấp. Trở lại 25 hào ký túc xá, Tô Lên không nói hai lời mang theo Lãnh Vô Yên cùng nhau truyền tống vào Quảng Hàn Cung. Lãnh Vô Yên nhìn thấy tất cả mọi người đang bận, trong lòng thay đổi xong rất nhiều. Đi, đừng chỉ xem người ta, người cũng phải nỗ lực biết không? Tô Lên nhắc nhở nói. Tốt, biết rồi, ở đây không có người ngoài. Lãnh Vô Yên dỡ xuống thật dày mặt nạ, đem chính mình chân thực bộ dáng biểu diễn ra. Tô Lên ngơ ngác liếc mắt nhìn Lãnh Vô Yên. Bây giờ Lãnh Không Yên khí chất từ cao lãnh nữ sinh đã biến thành bình dị gần gũi nhà bên nữ hài. Để cho Tô Lên có chút hoảng hốt, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, đi, bắt đầu học tập chiến kỹ a. Lãnh Vô Yên gật gật đầu, trực tiếp tại chỗ ngồi xuống. Trong lòng mặc niệm, trong đầu lại lần nữa xuất hiện bóng người gân mạch đồ. Lãnh Vô Yên nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm thụ thể nội linh khí, đem những linh khí này toàn bộ rời đến nơi trái tim trung tâm. Dựa theo trong đầu con đường một chút đi vào. Chỉ là trong cơ thể của Lãnh Vô Yên linh khí mới ra trái tim, liền cảm nhận được có một cỗ cực lớn lực cản. Nàng linh khí căn bản không đi ra lọt cái kia gân mạch. Chương 178 Lãnh Không Yên ngất đi. Lãnh Vô Yên sừng sốt một chút, không tin tà gia tăng thể nội linh khí thu phát hiệu suất. Tại một cỗ lại trong một cỗ linh khí tiêu hao, Lãnh Vô Yên lúc này mới nhìn thấy thể nội cái kia đại biểu khởi điểm gân mạch mới mở đất ra ngoài một chút. Điểm này khoảng cách còn không bằng một mảnh móng tay dày. Lãnh Vô Yên nhíu mày, nàng không nghĩ tới học tập cái này chiến kỹ phiền toái như vậy. Quang mở rộng lộ tuyến độ khó liền khó hơn phía chân trời. Kỳ thực cái này cũng không trách gân mạch khó đi. Bình thường tôi nói, có thể lựa chọn môn này chiến kỹ, cái nào không phải có thông thạo gân mạch khai phát kinh nghiệm. Hoặc nhiều hoặc ít đều có học qua cơ bản cơ sở chiến kỹ đặt cơ sở. Cơ thể từng có mở rộng gân mạch kinh nghiệm, sau này mở rộng đứng lên cũng sẽ không khó như vậy. Đừng nhìn đầu này gân mạch khúc chiết uốn lượn, đi qua tứ chi, theo xương sống lưng, đến đầu lại trở lại trái tim. Kỳ thực đối với những cái kia sớm đã học qua chiến kỹ mà nói. Không cân nhắc đi nhầm gân mạch mà nói, chỉ cần 1 tháng liền có thể đả thông. Lãnh Vô Yên lần thứ nhất học tập chiến kỹ liền lựa chọn khó như vậy. Dù cho Quảng Hàn Cung có phong phú linh khí chèo trống, đem đoạn đường này gân mạch mở rộng xuống, nhanh nhất cũng muốn 2 tháng mới được. Thế nào, Tô hỏi về đảo, trở lại Quảng Hàn Cung sau, hắn liền đi liếc mắt nhìn Long Thần tiến độ.
đồng thời lưu ý một chút Cố Thư Giao cùng Đoạn Cơ Nguyệt tu luyện tình huống. Cố Thư Giao tình huống còn tốt, chỉ là đơn thuần hấp thu linh khí cường hóa tự thân. Nhưng Đoạn Cơ Nguyệt bên kia ngược lại có chút không ổn định dấu hiệu. Rèn luyện kinh mạch lúc, thể nội khí huyết thỉnh thoảng sẽ sôi trào lên. Áp chế trong cơ thể của Đoạn Cơ Nguyệt kinh mạch, để cho bọn chúng tu luyện. Nhưng cũng may khí huyết bên trong năng lượng cũng là thông qua lồng ngực của nàng Phương Chu lò phản ứng sinh ra. Khi Đoạn Cơ Nguyệt phát hiện khí huyết phản ứng quá mức kịch liệt lúc, liền sẽ tạm dừng kinh mạch tu luyện, đồng thời giảm bớt Phương Chu lò phản ứng năng lượng thu phát, để cho khí huyết không có cách nào đối với cơ thể tạo thành tổn thương. Cứ như vậy không ngừng duy trì cái này vi diệu cân bằng. Giống như xiếc đi dây nguy hiểm, Tô Liên ý thức tại Đoạn Cơ Nguyệt trên thân chờ đợi một hồi mới về đến Lãnh Vô Yên bên này. Kết quả vừa về đến liền thấy nàng ngồi dưới đất không có động tác. Đồng thời lông mày hơi nhíu lấy. Lãnh Vô Yên đem chính mình tình huống nói cho Tô Liên. Tô Liên nhìn về phía Lãnh Vô Yên kinh mạch trong cơ thể. Chính xác nhìn thấy vị trí trái tim chỗ kia kinh mạch được mở ra một chút. Tô Liên bỗng cảm giác mới lạ. Đây không phải là trong võ hiệp tiểu thuyết thông mạch sao? Thế mà thế giới này cũng có loại này. Tại võ luyện quán thời điểm, Tô Liên còn tưởng rằng là muốn tu luyện chiến kỹ người dẫn đạo linh khí dựa theo chỉ định kinh mạch vận hành là được rồi. Không nghĩ tới lại còn muốn thông mạch nói chuyện. Nhìn một chút tiến độ, cái này đã thông chỗ còn không có móng tay dày. Ta thử xem, Tô Liên ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Vô Yên. Lãnh Vô Yên gật gật đầu, dịu dàng ngoan ngoãn nói, đều tùy ngươi. Tô Liên tiến vào trong cơ thể của Lãnh Vô Yên, yên tĩnh cảm thụ được vị trí trái tim cái kia bị mở ra một điểm kinh mạch. Dựa theo Lãnh Vô Yên miêu tả, kinh mạch này cần dùng đến đại lượng năng lượng tới khai thác. Tô Liên cảm thụ một chút trong cơ thể của Lãnh Vô Yên linh khí tình huống. Lại đối dựng lên một chút vậy ngay cả móng tay cũng không sánh bằng chút điểm tiến độ. Hắn chậc chậc thở dài, nếu là chỉ dựa vào Lãnh Vô Yên, đến ngày tháng năm nào đi. Ngược lại cũng là muốn đại lượng năng lượng tới khai thác, cũng không quy định nhất định phải linh khí a. Tô Liên nghĩ đến như vậy, bắt đầu điều động trong cơ thể hắn vô biên vô tận u lục sắc năng lượng hạt nhân. Ta thử xem giúp ngươi mở ra kinh mạch. Ngươi cảm thụ một chút, nếu là có cái gì chỗ không thoải mái nhớ kỹ nói cho ta biết. Tô Liên lên tiếng nhắc nhở phía ngoài Lãnh Vô Yên. Hảo, Lãnh Vô Yên gật gật đầu, nhẹ nhàng hít một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Gặp Lãnh Vô Yên đã chuẩn bị kỹ càng, Tô Liên phân hóa ra một cây cực kỳ nhỏ xúc tu. Căn này xúc tu chỉ so với cọng tóc thô điểm, không sai biệt lắm cùng Lãnh Vô Yên trái tim cái kia bắt đầu gân mạch không chênh lệch nhiều. Căn này xúc tu nhẹ nhàng gõ tại cái kia kinh mạch cùng tim chỗ nối tiếp. Phía ngoài Lãnh Vô Yên bỗng nhiên toàn thân run một cái. Trong môi nhịn không được phát ra một tiếng ưng. Tô Liên lùi về xúc tu, quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Hô, không có việc gì, ngươi tiếp tục. Lãnh Vô Yên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên gương mặt mất tự nhiên bò lên một đống nhàn nhạt đỏ tươi. Cảm nhận được Lãnh Vô Yên dạng này, Tô Liên có chút không rõ ràng cho lắm, lúc này đem suy nghĩ cùng Lãnh Vô Yên nối liền cùng một chỗ. Kết quả như thế vừa ra bên trên, Tô Liên trực tiếp cứng lại. Vừa rồi, Tô điểm tại cái kia một chỗ kinh mạch thời điểm. Lãnh Vô Yên cũng không phải đau run rẩy, mà là thoải mái run rẩy. Cỗ này run rẩy cũng không phải tưởng tượng trên loại trên xác thịt kia xúc cảm, mà là một loại tiếp cận linh hồn phương diện bên trên cảm giác. Cái chỗ kia lần thứ nhất bị Lãnh Vô Yên đả thông một chút. Nếu là dùng năng lượng đi dội rửa cũng không bị gì cảm giác. Nhưng giống Tô Liên lớn như vậy tùy tiện đi đụng vào. Cái kia chưa bao giờ đụng vào chỗ bị như thế đâm một phát kích, trực tiếp bộc phát ra không có gì sánh kịp cảm giác mới là cảm giác. Cái loại cảm giác này, giống như Miêu Nương lần thứ nhất bị người ta tóm lấy cái đuôi căn. Tô Liên lắc đầu, để cho chính mình xúc tu cách này bên trong xa một chút. Hắn vốn là muốn thông qua tiếp xúc đem năng lượng hạt nhân truyền tống đi qua. Nhưng dạng này sẽ để cho Lãnh Vô Yên có chút khó chịu mà nói, Tô Liên cũng chỉ đành từ bỏ. Lựa chọn một biện pháp khác, căn này nhỏ bé xúc tu bên trong chỗ kia kinh mạch niềm chỉ có không đến một ly khoảng cách. Xúc tu đỉnh sáng lên mờ mịt u quang, Tô Liên khống chế xúc tu bên trong năng lượng tràn ra. Huyễn hóa thành một cây bên ngoài tiếp xúc tay, trực chỉ cái kia kinh mạch. Tất nhiên thân thể của nàng đối với năng lượng vô cảm, vậy chỉ dùng một bộ phận năng lượng hạt nhân xây dựng huyễn chi hành lang tốt. Tuy nói dạng này sẽ lãng phí năng lượng,
nhưng Tô Lên chính là không bao giờ thiếu năng lượng. Những thứ này năng lượng hạt nhân xuyên qua hành lang cọ rửa trong kinh mạch ngăn chặn. Phía ngoài Lãnh Vô Yên hơi nhíu lên lông mày, loại cảm giác này thật kỳ quái. Như thế nào, còn gấp hơn sao? Tô Lên tại trong cơ thể nàng quan tâm nói. Lãnh Vô Yên lắc đầu, không sao, bất quá bây giờ loại cảm giác này có chút kỳ lạ. Nói thế nào, Tô hỏi về đảo, giống như, ân, Lãnh Vô Yên nhất thời cũng không biết làm như thế nào miêu tả. Giống như thân thể bộ vị bắt đầu thức tỉnh, có thể chủ quan cảm thụ sự hiện hữu của nó, khống chế nó vận chuyển. Không tốt vô cùng sao? Tô điểm đầu, bây giờ hiệu suất này quá chậm, ta gia tăng năng lượng, ngươi kiên nhẫn một chút. Chờ Lãnh Vô Yên trả lời, thể nội Tô Lên phân ra tới cái kia xúc tu bỗng nhiên tia sáng sáng rõ. Lãnh Vô Yên rõ ràng trông thấy lồng ngực của mình vị trí trái tim sáng lên một đoàn thấu thể lục quang. Ngay sau đó, thể nội có một cỗ năng lượng khổng lồ xuất hiện tại đó. Lãnh Vô Yên kêu lên một tiếng, bỗng nhiên nghiến chặt hàm răng. Đau quá, thể nội Tô Lên gia tăng năng lượng hạt nhân thu phát. Đem đầu này kinh mạch bỗng nhiên trống ra, ngăn chặn ở trong kinh mạch không biết tên vật chất bị năng lượng hạt nhân từng cái xông mở. Cảm nhận được đây là Lãnh Vô Yên có thể tiếp nhận cực hạn. Tô Lên liền ổn định tại loại này tần suất bên trong. Qua 5 giờ, Tô Lên đã đem phân bố tại tứ chi một bộ phận kia kinh mạch đả thông. Bây giờ đang dọc theo xương sống lưng một đường sông đi lên. Bất quá lúc này, phía ngoài Lãnh Vô Yên bỗng nhiên vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Dọa đến Tô Lên kém chút đánh tới cái khác kinh mạch đi. Lãnh Vô Yên, người thế nào? Chương 179 ta nhưng là muốn trở thành nữ võ thần người. Tô Lên sợ hết hồn, vội vàng từ trong cơ thể của Lãnh Vô Yên kiếm lời đi ra. Trông thấy trên mặt nàng tất cả đều là rậm rạp chằng chịt đổ mồ hôi. Hắn cảm thụ được Lãnh Vô Yên tình huống thân thể, phát hiện cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là ngất đi mà thôi. Tô Lên không yên lòng, trực tiếp thi triển lỗ sâu, đem ở phía xa tính tọa đoạn cơ nguyệt vồ một cái đi qua. Đoạn cơ nguyệt chỉ cảm thấy tay của mình bị người ta tóm lấy. Mở to mắt còn không có phản ứng lại, chỉ cảm thấy thế giới đột nhiên biến đổi một chút. Bên tai truyền đến Tô Lên ngữ khí nghiêm túc. Đoạn cơ nguyệt, giúp ta nhìn xem Lãnh Vô Yên chuyện gì xảy ra. Đoạn cơ nguyệt nhìn về phía nằm nghiêng trên mặt đất Lãnh Vô Yên. Trên mặt không phải rất tốt. Đoạn cơ nguyệt nhanh chóng đứng dậy kiểm tra cho Lãnh Vô Yên, đồng thời dò hỏi. Các ngươi vừa rồi làm gì? Nàng muốn học tập chiến kỹ, ta đang cho hắn đả thông kinh mạch. Kiểm tra một hồi, đoạn cơ nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, chính là cảm giác đau xung kích dẫn đến tinh thần qua đè ngất đi. Vậy là tốt rồi, Tô Lên nhẹ nhàng thở ra. Đoạn cơ nguyệt còn đang nắm Lãnh Vô Yên tay. Tinh tế cảm ứng một chút, đột nhiên sững sờ. Nàng nhìn về phía một bên nồi Tô Lên, các ngươi học cái gì chiến kỹ, tại sao phải đi dài như vậy kinh mạch. Thiên diễn ngự linh pháp, nghe được đáp án này, đoạn cơ nguyệt ngây ngẩn cả người, không xác định nói, 120 học phần cái kia. Tô điểm gật đầu, không tệ, chính là cái kia. Người nào a? Đoạn cơ nguyệt kêu rên một tiếng. Đại nhất bắt đầu học chính là đỉnh cấp chiến kỹ, đây là đâu tới thổ hào a? Học phần nhiều hơn nữa cũng không thể tự do phóng khoáng như vậy a. Học cái này đều đủ học mặt khác 3 cái chiến kỹ. Ta nhớ được ngươi không phải chỉ có 170 cái học phần sao? Ngươi xài như thế nào 120 học cái này, đều đủ học 3 cái khác chiến kỹ, học những cái kia nó không thơm sao? Ta, không có việc gì. Tô Lên nhún nhún vai, Lãnh Vô Yên cũng là học được 3 cái, còn có 2 cái là hợp khí linh tức cùng đại thiên linh bảo. Đoạn cơ nguyệt miệng chậm rãi mở lớn. Hợp khí linh bảo, 110 học phần. Đại thiên linh bảo, 100 học phần. Miệng nàng giật giật, ngươi không phải chỉ có 170 cái học phần sao? Còn không phải cấp cao học trưởng quá nhiệt tình hiếu khách, đưa chúng ta một điểm. Tô Lên đơn giản nói một chút bọn hắn bị ngăn ở trong ngõ cục chuyện. Đoạn cơ nguyệt một hồi khóc không ra nước mắt. Ta trước đó như thế nào không có gặp phải những chuyện tốt này à? Đoạn cơ nguyệt một hồi thụ thương, hồi tưởng nguyên nhân đoán chừng là chính mình cuột khởi quá nhanh, sớm tại toàn bộ quân võ đại học lý đánh ra danh khí. Cho nên người khác đều biết nàng là trọng điểm sinh, cũng sẽ không dám lại chọc giận nàng. Lãnh Vô Yên rất nhanh tỉnh lại, chậm rãi ngồi xuống, ta, ngất vì quá đau đi qua. Nhìn thấy đoạn cơ nguyệt xuất hiện ở bên người, Lãnh Vô Yên quay đầu nhìn về phía một bên Tô Lên.
Tô Điểm gật đầu, ngươi nếu là quá đau lần sau không cần nín, kịp thời nói với ta. Ngươi kém chút đem ta hù dọa. Lãnh Vô Yên sắc mặt đỏ lên, một mặt lúng túng nói ta. Ta không phải là cố ý, ta chỉ là nghĩ không nên quấy rầy đến ngươi. Tô Lên bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi ra xúc tu nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng. Ngươi a, ở trước mặt ta còn xính cái gì mạnh. Lần sau không cho phép dạng này, biết sao. Được rồi đúng, Đoạn Cơ Nguyệt hơi cúi đầu, hưởng thụ lấy Tô Lên sờ đầu. Một bên Đoạn Cơ Nguyệt nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy trong miệng lại thêm ra một cỗ quen thuộc cảm giác. A, lại là thức ăn cho chó. A, ta tại sao muốn nói như vậy? Chờ Lãnh Vô Yên gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm, Tô Lên tiếp tục cho Lãnh Vô Yên đả thông kinh mạch. Đoạn Cơ Nguyệt bởi vì tò mò, cũng chờ ở một bên không đi. Nàng giữ chặt Lãnh Vô Yên tay, thông qua tiếp xúc cảm ứng đến Lãnh Vô Yên kinh mạch trong cơ thể. Bởi vì phần lớn kinh mạch đã bị đả thông, tăng thêm Lãnh Vô Yên dần dần bắt đầu thích ứng loại đau này cảm giác. Thời gian sau đó bên trong, Lãnh Vô Yên cũng không có ở ngất đi. Khi kinh mạch đạt đến cái ót chỗ, Lãnh Vô Yên chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh thanh minh. Tại cảm giác của nàng bên trong, giống như nhiều hơn một loại tồn tại đặc thù. Nhưng không biết vì cái gì, loại cảm giác này mười phần mơ hồ. Tô Lên tiếp tục ngựa không dừng vó, năng lượng theo cái ót kinh mạch một đường đả thông đi qua. Không đến nửa giờ, Tô Lên đem sau cùng kinh mạch đả thông. Oanh, Lãnh Vô Yên ý thức nổ tung một tiếng huyễn vang dội. Thể nội linh khí không tự chủ được dọc theo đầu này được đả thông kinh mạch tranh nhau dâng lên. Những linh khí này đem đầu này kinh mạch bơi qua cái này đến cái khác chô thiên. Lãnh Vô Yên yên tĩnh ngồi xuống hấp thu phụ cận nồng đậm thành khí vụ hình dáng linh khí. Dùng cái này đến bổ sung thể nội tại kinh mạch tuần hoàn tiêu tán linh khí. Đoạn Cơ Nguyệt ánh mắt phức tạp rút ra tay. Trong mắt mang theo một tia cảm giác bị thất bại. Tô Lên chú ý tới nét mặt của nàng, nhíu mày hỏi. Người bộ biểu tình này chuyện gì xảy ra, như ăn phải con ruồi. Một bên Lãnh Không Yên nhìn thấy Đoạn Cơ Nguyệt dạng này, cũng là dừng lại cảm thụ của mình quan tâm nói. Đoạn Cơ Nguyệt tà tà, thế nào? Đoạn Cơ Nguyệt lắc đầu, không có gì, chỉ là nhìn thấy ngươi nhanh như vậy đã thông kinh mạch, chỉ dùng nửa ngày thời gian đi học tập cao giai chiến kỹ. Có chút cảm giác bị thất bại mà thôi, trước kia ta nói thế nào cũng là tôi thể hệ đồng giới bên trong tối cường. Nhưng ta trước kia học tập thứ nhất chiến kỹ, đã thông đầu thứ nhất kinh mạch. Hơn nữa còn là một đầu nho nhỏ, chỉ lan tràn tại lòng bàn tay kinh mạch, đều phải tốn bên trên suốt cả ngày. Tô Lên thản nhiên nói, cái này không nói nhảm sao, ngươi có thể cùng ta so. Được rồi, Đoạn Cơ Nguyệt tả tả, những thứ này không có gì đáng nói. Lãnh Vô Yên một bên an ủi, ngươi nhưng là muốn trở thành thứ nhất bước vào võ thần người. Cái này không giống như cái gì nửa ngày đả thông kinh mạch càng lợi hại hơn. Ta là bởi vì có Venom hỗ trợ. Bằng không, ta muốn đánh thông đầu này kinh mạch ít nhất đều phải 2 tháng đâu. Ta cũng không thể cùng tương lai nữ võ thần so. Tại Lãnh Vô Yên an ủi phía dưới, Đoạn Cơ Nguyệt trọng trấn cờ trống. Không tệ, nàng nhưng là muốn trở thành nữ võ thần người. Sao có thể câu nệ cái này nho nhỏ kinh mạch đả thông thời gian. Coi như Tô Lên giúp Lãnh Vô Yên đả thông kinh mạch lại nhanh, còn có thể có nàng trở thành nữ võ thần nhanh. Nghĩ tới đây, Đoạn Cơ Nguyệt cảm kích nhìn về phía Lãnh Vô Yên, ngươi nói không sai. Cảm ơn ngươi, Không Yên, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta trở về tu luyện. Trong lòng của hắn phồng lên một hơi, nàng quyết định, nhất thiết phải 2 cái giữa tháng đả thông kinh mạch chi đạo. Nhìn xem Đoạn Cơ Nguyệt đi ra, Tô lui ra miệng nói, thiên diễn ngự linh pháp cảm giác thế nào. Lãnh Vô Yên không nói chuyện, nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Ngón trỏ ngón giữa khép lại. Không thấy nàng có động tác gì. Một đoàn giống như có ý thức trong suốt linh khí đoàn xuất hiện tại nàng đầu ngón tay. Cái này đoàn linh khí đoàn giống như trái tim một dạng, khi co khi nở lấy. Tô Lên hiếu kỳ tới gần, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có ý thức linh khí. Cái này hẳn là thiên diễn ngự linh pháp bên trong nói điều động vũ khí mấu chốt ha. Lãnh Vô Yên gật gật đầu, có lẽ vậy. Nàng lấy ra chính mình xanh biếc trường kiếm. Nhẹ nhàng di động tới đầu ngón tay linh khí đoàn gián tiến trường kiếm. Chương 180 ngự kiếm phi hành lãnh tiên tử tương đương. Thiên diễn ngự linh pháp nói là nhất định phải chính mình triệu hoán đi ra vũ khí mới có thể sử dụng. Nhưng kỳ thật bất quá là bởi vì triệu hoán đi ra vũ khí cùng túc chủ là nhất thể.
cho nên túc chủ năng lượng có thể dung nhập trong vũ khí. Nhưng Lãnh Vô Yên cũng không cần dạng này. Tuy nói xanh biếc trường kiếm là Tô Lên vì nàng thiếp thân chế tạo, không phải thân thể nàng một bộ phận. Nhưng mà chuôi này xanh biếc trường kiếm là dùng adamantium năng lượng hợp kim chế tạo mà thành. Phải biết, adamantium năng lượng hợp kim là có thể chứa đựng năng lượng. Lãnh Vô Yên triệu hoán đi ra linh khí đoàn trên bản chất cũng là một cỗ năng lượng. Chỉ bất quá cỗ năng lượng này nắm giữ ràng buộc đặc tính thôi. Cho nên, khi Lãnh Không Yên đem đầu ngón tay linh khí đoàn dán tại trường kiếm trên thân, linh khí đoàn rất thuận lợi tiến vào trường kiếm bên trong. Răng rắc soạt, Lãnh Vô Yên trong đầu loại kia cảm giác mơ hồ trở nên rõ ràng. Loại kia cảm giác được đặc thù tồn tại cảm giác trở nên chân thực. Loại cảm giác này chính là từ trường kiếm trên thân truyền đến. Xanh biếc trường kiếm trở thành nàng một bộ phận, cơ thể dọc theo một bộ phận. Lãnh Vô Yên thử điều động nó. Cái này đoàn linh khí đoàn trí tuệ trình độ rất cao. Dù cho Lãnh Vô Yên lần thứ nhất điều động, nó cũng 10 phần nhân tính hóa theo Lãnh Vô Yên ý tưởng nội tâm thỉnh thoảng đánh vòng, quay chung quanh tại bên người nàng phi hành. Lãnh Vô Yên rất là mới lạ, cao hứng đem nó tuyển được trước người. Trường kiếm khôn khéo bay đến trước mặt nàng, dùng kiếm chui nhẹ nhàng dán vào Lãnh Vô Yên gương mặt lau sạch lấy. Bộ dáng này rất giống một cái nũng nịu con mèo nhỏ. Lãnh Vô Yên yêu thích không buông tay, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Đã ngươi đã có trí tuệ, cái kia không thể giống như trước kia như thế đối đãi ngươi. Phải cho ngươi đặt tên mới được, tên gì hay đây? Lãnh Vô Yên trầm ngâm, thanh kiếm này là Venom tự mình chế tạo, cũng là cho nàng kiện thứ nhất lễ vật. Mặc dù cho nàng thời điểm tình cảnh cũng không khá lắm, nhưng tóm lại là hắn đưa cho nàng lễ vật, liền gọi ngươi Độc Ương tốt. Độc tự nhiên là Venom, ương nhưng là lấy uyên ương hai chữ, trong đó ương lại là nữ tính, đại biểu cho kiếm này là Venom đưa cho nàng. Đồng thời uyên ương lập ý lại rất là phù hợp trong nội tâm nàng ý nghĩ. Lãnh Không Yên len lén nhìn một bên Tô Lên, Venom, ngươi nói danh tự này như thế nào? Ân, rất không tệ. Tô Điểm gật đầu nói, không hổ là văn hóa khoa mắc điểm học bá. Gặp Venom trả lời như vậy, Lãnh Vô Yên có chút tức khổ. Hơi hơi thấp giọng lẩm bẩm, thật là một cái du mộc não đại. Tô Lên ở một bên yên lặng cảm thụ được Lãnh Vô Yên suy nghĩ, nghe được nàng như thế mắng hắn. Tô Lên có chút sở khóc sở cười. Nếu không phải là hắn bây giờ là Venom kinh điển màu đen bộ dáng, Lãnh Vô Yên sớm phát hiện sắc mặt hắn đỏ bừng. Một mực kết nối lấy nàng suy nghĩ Tô Lên làm sao có thể không biết Lãnh Vô Yên suy nghĩ trong lòng. Chỉ bất quá hắn không biết nên như thế nào đối mặt mà thôi. Dù sao hắn hai đời cộng lại, đều không nói qua một lần yêu nhau. Dù cho sớm có vạn vật bắt chước ngụy trang kỹ năng, hắn cũng một mực dùng đến bộ dáng này đối mặt Lãnh Vô Yên. Chính là bởi vì hắn không biết nên như thế nào đối mặt. Trong lòng vẫn đối với chính mình nói, như thế đột ngột lấy diện mạo vốn có xuất hiện ở trước mặt nàng không thích hợp. Cho nên vạn vật bắt chước ngụy trang ban thưởng hắn cơ hồ chưa bao giờ dùng qua. Rõ ràng phía trước gấp như vậy nghĩ lấy được phần thưởng này. Thậm chí không tiếc tốn ngoài đỉnh mức cộng sinh điểm tới thu hoạch. Venom, Venom, người nghĩ gì thế? Lãnh Vô Yên âm thanh truyền đến. Trước mắt thoáng qua Lãnh Vô Yên huy động trắng nõn cánh tay. Tô Lên bỗng nhiên lấy lại tinh thần. A, thế nào? Ta nói ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi phân tâm. Không có việc gì, không có việc gì. Tô Lên khẽ lắc đầu nói. Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ngươi thử khống chế Độc Ương kiếm, có thể hay không để cho ngươi dẫm lên trên phi hành. Lãnh Vô Yên nghe được Tô Lên nói như vậy, con mắt lúc này sáng lên. Ta biết, Hắc Ám Kỷ Nguyên phía trước, cổ nhân tác phẩm văn học bên trong liền có nói qua loại này miêu tả. Gọi ngự kiếm phi hành có phải hay không? Tô Lên cười gật gật đầu, người nói đúng, thử xem. Hảo, Lãnh Vô Yên hưng phấn nói. Lãnh Vô Yên tâm ý khẽ động, Độc Ương kiếm dừng ở bên chân của nàng. Lãnh Vô Yên thận trọng đạp lên. Độc Ương kiếm rất ổn, không có loại kia chìm xuống lại nổi lên cảm giác. Để cho Lãnh Vô Yên cảm giác giống như dẫm ở trên mặt đất chắc chắn. Lãnh Vô Yên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Độc Ương, thử chậm rãi bay lên. Chỉ thấy Độc Ương kiếm một chút đem Lãnh Vô Yên nắm lên thiên không. Nhìn xem đại địa cách mình càng ngày càng xa. Trong lòng Lãnh Vô Yên rất là kích động. Nàng cũng có thể bay lên rồi. Không dựa vào bất luận kẻ nào,
chỉ dựa vào chính mình liền bay lên rồi. Lên tới độ cao không sai biệt lắm, Lãnh Không Yên khống chế độc ương kiếm chậm rãi phi hành về phía trước. Thấy không có gì vấn đề sau, nàng tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Cơ thể đối với phi hành cảm giác càng ngày càng thích ứng. Từ từ, tốc độ của nàng bắt đầu tăng tốc đứng lên, thẳng đến đằng sau, Lãnh Vô Yên ngự kiếm phi hành tốc độ có thể so với máy bay chiến đấu. Thậm chí một trận tiếp cận vận tốc âm thanh, phi hành thời điểm cũng không có loại kia cảm giác khẩn trương, trệ sáp cảm giác. Dù sao nàng thế nhưng là tôi thể giả, vẫn là đường đường chính chính võ sư cấp bậc tôi thể giả. Đối với thân thể năng lực trưởng khống tự nhiên là 10 phần cường hãn. Tô Bập Bình tại bên người nàng, cười híp mắt nhìn xem nàng sung sướng trên không trung xuyên thẳng qua. Kỳ thực không chỉ là Lãnh Vô Yên, hắn cũng rất ưa thích loại này ngự kiếm phi hành tư thái. Bước cách trực tiếp kéo căng tốt ha, cổ nhân sức tưởng tượng, thật không lừa ta. Đáng tiếc, chuôi này độc ương kiếm nhỏ điểm, chỉ có thể trước sau dừng lại hai người liền đầy. Nếu là phi hành thời điểm không cẩn thận lật nghiêng nhưng là không xong. Nếu có thể tại hai bên tăng thêm rào chắn liền tốt. Tô lên trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Bỗng nhiên Lãnh Vô Yên dưới chân độc ương kiếm không hiểu thấu hướng về bên cạnh lật nghiêng đi qua. Lãnh Vô Yên không kịp đề phòng, bị độc ương kiếm văng ra ngoài. Một tiếng kêu sợ hãi tại thiên không vang lên, Lãnh Vô Yên luống cuống tay chân từ trên trời rơi xuống tới. Việc này nàng còn là lần đầu tiên gặp phải, cho nên bây giờ cũng không khỏi có chút hốt hoảng. Về nòm ánh mắt co rụt lại, như thế nào hắn vừa nghĩ đến độc ương kiếm lật nghiêng. Độc này ương kiếm tựu thật sự lật qua, không phải nói chỉ tiếp thụ túc chủ một người tâm ý sao. Tô lên nhìn lên trên trời lật nghiêng độc ương kiếm, tâm thần hơi động một chút, xuống, tiếp lấy nàng. Một giây sau, độc ương kiếm thật sự từ trên trời lăn lộn trạng thái khôi phục lại, lấy tốc độ nhanh hơn xông vào đến Lãnh Vô Yên trên chân. Tiếp đó bằng vào tự thân đem Lãnh Vô Yên từ khuynh đảo trạng thái dựng đứng lên. Lãnh Vô Yên bị dọa đến vỗ ngực một cái. Như thế nào độc ương kiếm đột nhiên lật qua, ta không có muốn như vậy a. Tính toán, Lãnh Vô Yên lắc đầu, hẳn là ta còn chưa đủ quen thuộc nguyên nhân a. Lãnh Vô Yên tự nhủ, Tô lên nhìn xem dưới chân nàng độc ương kiếm. Rất nhanh liền nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Hắn cùng Lãnh Vô Yên khế ước, tăng thêm hắn phụ thân Lãnh Vô Yên, hắn có thể cùng hưởng Lãnh Vô Yên ý thức. Cho nên tại độc ương kiếm tiếp nhận trong chỉ lệnh, Tô lên cũng giống vậy là nó túc chủ. Chương 181 ba cái cao gia chiến kỹ. Đi tới Trăm Lương Sơn, thể nghiệm một hồi ngự kiếm phi hành nghiện sau đó, Lãnh Vô Yên trở về mặt đất, tiếp tục bắt đầu đả thông cái tiếp theo chiến kỹ kinh mạch. Hợp khí linh tức, bởi vì muốn đem toàn thân khí tức đồng hóa vì trong không khí linh khí. Cho nên đừng nhìn nó so thiên diễn ngự linh pháp tiện nghi 20 cái học phần. Trên thân phải đi kinh mạch lại là thiên diễn ngự linh pháp 2 lần. Nhưng cũng may, có lúc trước đả thông kinh mạch kinh nghiệm. Lần này Lãnh Vô Yên ngược lại là khẽ cắn môi đem lần này đả thông kinh mạch đau đớn nhẫn nại xuống. Chỉ bất quá bởi vì đả thông kinh mạch quá nhiều, tiêu hao thời gian tương ứng rất dài. Ước chừng hoa 8 giờ, mới đem kinh mạch toàn bộ đi đến. Nhưng hợp khí linh tức hiếm thấy nhất cũng không phải đả thông kinh mạch. Phía trước có giới thiệu qua, nếu như tu luyện thời điểm linh khí quá độ đồng hóa không khí, thì sẽ đem trong cơ thể của Lãnh Vô Yên linh khí toàn bộ tản mát đi. Đến lúc đó một lần nữa hấp thu lại muốn lãng phí một đoạn thời gian rất dài. Bất quá có Venom tại, vấn đề này liền không là vấn đề. Tô lên hóa thành một mảnh màu đen màng mỏng, đem Lãnh Vô Yên toàn thân cao thấp toàn bộ bao trùm ở. Giống như dùng bảo tiên mô đóng gói đứng lên. Khi Lãnh Vô Yên tại Tô lên bao trùm bên trong sửa chữa linh khí không cẩn thận quá độ sau đó. Trong cơ thể của Lãnh Vô Yên linh khí nghĩ tản mát ra ngoài đều tản mát không được. Tất cả thông đạo tất cả đều bị Tô lên ngăn chặn. Lãnh Vô Yên rất nhẹ nhàng lại đem những linh khí này hấp thu trở về tiếp tục sửa chữa. Nguyên bản chậm nhất bộ phận, tại Tô lên dưới sự giúp đỡ, ngược lại đã biến thành đơn giản nhất bộ phận. Không đến 10 phút, Lãnh Vô Yên thất bại mấy chục lần sau đó, cuối cùng đem cái này hợp khí linh tức khống chế tại một cái hoàn mỹ điểm tới hạn bên trên. Vừa để cho thể nội linh khí cùng không khí không sai, không cách nào làm cho người khác cảm ứng được. Lại có thể để cho thể nội linh khí tùy thời có thể sử dụng. Liền Tô lên không dùng mắt nhìn, chỉ dùng tự thân năng lượng cảm ứng mà nói, đều chỉ có thể cảm giác được Lãnh Vô Yên chỗ có một đoàn đậm đà tự nhiên linh khí. Mà không phải có người ở nơi đó.
Đây chính là cao giai ẩn nấp loại chiến kỹ chỗ đáng sợ. Tiếp theo là Đại Thiên Linh Bảo. Cái này tiêu phí tại đả thông kinh mạch thời gian ít nhất. Bởi vì Đại Thiên Linh Bảo cũng là muốn đả thông đại bộ phận kinh mạch. Những kinh mạch này có nhiều hơn phân nửa cùng hợp khí linh tức điệp ra. Chỉ bất quá giữa hai bên linh khí xu thế khác biệt mà thôi. Cho nên Tô Lên chỉ dùng từng cái giờ liền đem Đại Thiên Linh Bảo còn lại kinh mạch toàn bộ đả thông. Dựa theo Đại Thiên Linh Bảo miêu tả, cái này chiến kỹ sẽ theo tu luyện độ sâu đề thăng, trên người linh bảo số lần sẽ theo 10 tăng lên tới 1000. Thế nhưng là, Tô Lên nhíu mày liếc mắt nhìn trên thân Lãnh Vô Yên không ngừng bộc phát ra linh bảo. Những thứ này linh bảo tại trên thân Lãnh Vô Yên nối liền không dứt. Từ trong linh bảo, một cỗ rất có lực phá hoại năng lượng phát xạ ra ngoài. Đem trước mặt đất thế nào ầm ầm vang dội. Không đến 2 giây liền bị tạc lộ ra một cái 10 mét chiều rộng, 20 mét hố sâu tới. Hắn để cho Lãnh Vô Yên trực tiếp đem Đại Thiên Linh Bảo tu đến mắc cấp. Thật Đại Thiên Linh Bảo, Tô Lên nhìn một chút thời gian. Từ trong bọn hắn trở lại Quảng Hàn Cung. Đã qua một ngày rưỡi thời gian. Tại một ngày này nửa thời gian, Lãnh Vô Yên đem 3 môn cao giai chiến kỹ toàn bộ học được. Đây nếu là truyền đến bên ngoài, sợ là không có mấy người tin tưởng. Dù sao cao giai chiến kỹ kinh mạch đả thông cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Quang một đạo cao giai chiến kỹ nhập môn liền muốn 1 tháng. Người 1 ngày rưỡi thời gian liền học được, còn đồng thời học được 3 đạo, gạt quỷ hả. Đáng tiếc Lãnh Vô Yên cũng không phải loại kia lấy le người, Tô Lên cũng không quan tâm. Cho nên quân võ đại học học sinh vĩnh viễn không biết. Trường học của bọn họ có một người nữ sinh dùng 1 ngày rưỡi thời gian rốt cuộc làm ra chuyện kinh khủng gì. Lãnh Vô Yên cùng Tô Lên từ Quảng Hàn Cung đi ra. Để cho Đoạn Cơ Nguyệt cùng Cố Thư Giao ở bên trong tiếp tục tu luyện. Về nom, chúng ta liền xuất phát đi Bách Lương Sơn sao? Ân, Tô Điểm gật đầu, ngày thời gian đã qua 1 ngày rưỡi. Chúng ta còn muốn đuổi trở về để cho tham gia tân sinh xếp hạng cuộc so tài đấu vòng loại. Lần này, để cho ta dùng bước nhảy không gian gấp rút lên đường A. Ân, đều được, Lãnh Vô Yên gật gật đầu. Nàng vốn là muốn nói thử xem dùng ngự kiếm phi hành bay qua. Nhưng thời gian chính xác đã không đủ, cho nên nàng cũng không có giả mồm. Ngoại trừ quân võ thành, Tô đứng dậy khác bao trùm ở Lãnh Vô Yên. Siêu, Lãnh Vô Yên thân hình đột nhiên biến mất, nháy mắt sau đó đã xuất hiện ở phía trước 500 chỗ. Không đợi thấy rõ, đạo thân ảnh kia lại biến mất không thấy. 10 giây sau, Tô lên rừng ở một tòa núi lớn phía trước. Đến, nơi này chính là Bách Lương Sơn. Lãnh Vô Yên vẫy vẫy đầu. Liên tục bước nhảy không gian để cho trước mắt nàng thế giới một trận nhãn hoa hỗn loạn. Để cho nàng có chút không thoải mái. Không có sao chứ, Tô Lên quan tâm nói. Không có việc gì, Lãnh Vô Yên lắc đầu, có chút choáng mà thôi, về sau thành thói quen. Người à, ta nói nếu là không thoải mái liền nói ra, không nên cậy mạnh. Tô Lên từ phía sau lưng phân ra một cây xúc tu nhẹ nhàng chạm đến lấy. Hôm qua vừa nói xong, hôm nay lại quên có phải hay không. Lãnh Vô Yên híp mắt hưởng thụ, đây không phải thời gian không đủ đi. Lại nói, nhảy vọt 1 giây liền muốn nghỉ ngơi, vậy ta cũng quá yếu đi à. Lãnh Không Yên quật cường nói, tốt, tinh thần tốt chút ít liền đi vào đi. Tô tội phạm bị áp giải trừ phụ thân nhìn xem Lãnh Vô Yên nói, lần này tương đương với đưa cho ngươi mai phục huấn luyện. Đừng cho trong núi bất kỳ yêu thú gì phát hiện, đồng thời tìm ra trong ngọn núi này có thể ẩn tàng hình chiếu trùng. Thời gian kéo dài đến xế chiều ngày mai 2 giờ. Chưa xong lời nói ta sẽ tiếp nhận, nhưng lúc đó cũng biểu thị nhiệm vụ của ngươi thất bại. Biết sao, Lãnh Vô Yên trọng trọng gật đầu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hoàn thành. Tô Lên cười cười, móc ra một tấm không gian màng mỏng cùng một cái phục dương trần hương bao cấp nàng. Thời gian dài sử dụng hợp khí linh thức dễ dàng để cho linh khí hao tổn. Bình thường hành động thời điểm liền dùng cái này quá độ là được rồi. Hì hì, Lãnh Vô Yên tiếp nhận không gian màng mỏng khoác lên người, đem hương bao đừng có lại bên hông. Nhìn xem Venom hoạt bát nói, ngươi dạng này thuộc về nhường A. Lão sư, bần ngươi, Tô Lên bị Lãnh Vô Yên câu này mềm nhu lão sư kêu toàn thân mảnh không thể tra run lên một cái. Bắt đầu, bỏ lại câu nói này, Tô Lên liền chui vào trong cơ thể của Lãnh Vô Yên. Gặp Venom tiêu thất, Lãnh Vô Yên nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem trước mặt Bách Lương Sơn, trong mắt hàn quang lóe lên.
từng bước một đi vào Bách Lương Sơn. Tô Lên tại trong cơ thể của Lãnh Vô Yên hưởng thụ lấy VIP ghế quan sát quyền. Khi nhìn đến cái này Bách Lương Sơn nhiệm vụ thời điểm, căn cứ vào giới thiệu vắn tắt miêu tả, Tô Lên trước tiên liền nhận định cái này Bách Lương Sơn thượng khẳng định có hình chiếu trùng tồn tại. Coi như không có, cũng nhất định sẽ có đầu mối tồn tại. Dù sao giống loại này đặc biệt là yêu thú hiếm thấy, có thể cùng nó giống nhau cũng không có mấy loại. Giống như hư không nhuyễn trùng đặc điểm rõ ràng dứt khoát. Mà Tô Lên sở dĩ không có trước tiên biết nhiệm vụ này liền chạy tới. Nhưng là muốn mượn nhiệm vụ lần này rèn luyện Lãnh Vô Yên. Chương 182 bản đại gia tòa kỵ cũng không thể bị làm hạ thấp đi. Mặc kệ là Đoạn Cơ Nguyệt, vẫn là Cố Thư Giao, hay là có văn có võ huyết thỏ. Thực lực của các nàng đều đang nhanh chóng tăng lên. Xem như hắn Venom đại gia tòa kỵ, Lãnh Vô Yên mặc dù thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng đã ẩn ẩn có bị làm hạ thấp đi thế. Tuy nói những người khác trở nên mạnh mẽ có hắn một bộ phận nguyên nhân tại, nhưng cái này cũng không hề là Lãnh Vô Yên bị làm hạ thấp đi nguyên nhân. Người khác trở nên mạnh mẽ, tòa kỵ của hắn tự nhiên muốn trở nên mạnh hơn. Nhưng là ném đi hắn cái chủ nhân này khuôn mặt. Cho nên, lần này Tô Lên mới có thể tốn công tốn sức để Lãnh Vô Yên lựa chọn chiến kỹ, học tập chiến kỹ. Đồng thời để cho nàng tự mình tìm tòi cái này quỷ dị Bách Lương Sơn. Chỉ cần không ngừng mà để cho nàng học tập, cũng đem học tập đồ vật đầu nhập trong chiến đấu, chân chính chuyển hóa làm đồ vật của mình. Khi đó mới có thể gọi mạnh. Tại Lãnh Vô Yên bắt đầu tìm tòi Bách Lương Sơn thời điểm, tại quân võ thành phía bắc không sai biệt lắm 1 vạn cây một chỗ cổ đại trong thành thị. Một cái giữ lại râu bạc trắng trung niên nam nhân ngồi ở một cái đất đai cực kỳ rộng lớn đại sảnh trên đài cao. Đại sảnh này bên ngoài chỗ là lụi bại đổ nát thê lương, là mấy trăm năm qua cho tàn bao trùm hoang vu bộ dáng. Nhưng đại sảnh này lại thái độ khác thường, nó vẫn như cũ giữ lại trước đây bộ dáng, hoàn toàn như trước đây đại khí bàng bạc, khí thế huy hoàng. Một cái đen như mực yêu thú từ đại sảnh lòng đất chui ra ngoài, cung kính hướng trên đài cao trung niên nam nhân nói: "Kim Tinh đại nhân, chúng ta đã đem Bách Lương Sơn tin tức thả ra. Lúc này chắc có không thiếu học sinh tiếp nhiệm vụ này." "Ân, nhân xà bên kia còn không có động tĩnh sao?" Nam nhân ngữ khi có chút lười biếng nói. Nam nhân này thình lình lại là nhân xà trong miệng Kim Tinh yêu đế. Danh xưng xảo trá trình độ không giống như bạch trẻ kém thái bạch Kim Tinh yêu đế. "Không có," phía dưới yêu thú cung kính nói. Theo lý thuyết, đế hồn sơn mạch mặc dù không nhỏ, nhưng cái này đều mấy ngày trôi qua, như thế nào cũng nên tìm được chi kia thủ hộ giả tiểu đội mới là. Nhưng chúng ta một mực không thu đến nhân xà tin tức truyền đến. Thái bạch Kim Tinh hơi hơi mở mắt, không thu đến là được rồi. Phía dưới yêu thú sừng sốt một chút, khó hiểu nói: "Đại nhân vì cái gì nói như vậy?" "Lấy nhân xà cái kia chạy trối chết chiêu thức, người bảo vệ kia coi như lại mạnh, cũng không làm gì được hắn a." "A, có thể trở thành nhân loại thủ hộ giả, có mấy cái là tỉnh du. Liền nhân xà tên kia vạn xà tan hết, chỉ là ta đều có thể nghĩ ra 3 loại biện pháp triệt để diệt sát nàng." Yêu thú vẫn còn có chút không hiểu, vậy đại nhân tại sao còn muốn phái nàng đi tìm người bảo vệ kia phiền phức? Chấm ngoặc kép, một cái cỏ đầu tường, tính toán đi nương nhờ bạch trạch phế vật mà thôi. Coi như lần này không có thủ hộ giả xuất hiện, ta cũng là muốn giết nàng. Bất quá cũng tốt, quân võ thành bên trong xuất hiện thủ hộ giả. Người bảo vệ này lại tốt có khéo hay không muốn ra ngoài. Vừa vặn cầm nàng phát huy giá trị thẳng. "Dư, chỉ cần đem thủ hộ giả kéo tại đế hồn sơn mạch 3 thiên, ta tại quân võ thành bên trong an bài liền có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Cái kia Lưu Ưng lên làm ảnh vệ đoàn đoàn trường sao?" Phía dưới yêu thú cung kính đáp: "Đã làm tới." "Những bọn gian tế kia trở lại quân võ thành bên trong sao?" "Cũng trở về." "Vậy là được rồi." Thái bạch Kim Tinh lại nheo mắt lại, tựa như muốn đánh chợp mắt một dạng. "Còn lại chính là cái này Bách Lương Sơn." Gặp Thái Bạch Kim Tinh dạng này, phía dưới yêu thú rất là thức thời đào đất rời đi. "Hừ, Bạch Trạch, chỉ cần nhổ ngươi viên này cái đinh, toàn bộ phương Bắc liền toàn ở trong lòng bàn tay của ta. Ngươi đánh vô ý thành chú ý, vậy ta lợi dụng sức một mình đem phương Bắc phòng tuyến toàn bộ diệt đi. Đến lúc đó, Ngọc Đế đại nhân nhất định sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Ta muốn để Ngọc Đế biết, ta vĩnh viễn là hắn kiên cố nhất cánh tay, mà không phải ngươi cái này nửa đường tới cổ quái yêu thú." Chấm 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 chấm.
Trong Bách Lương Sơn, Lãnh Vô Yên khoác lên vô hình không gian màng mỏng đứng tại một cây đại thụ tán cây phía dưới. Một đôi dễ nhìn ánh mắt hơi hơi nheo lại. Thái dương vẫn như cũ xuống núi. Qua sắc bắt đầu chuyển hướng đêm tối. Nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào đến Lãnh Vô Yên. Bây giờ nàng đang nhìn 1000 mét bên ngoài cái kia khổng lồ to dài thân ảnh. S cấp yêu thú, Kim Ly Bách Tốc Vương. Cùng với nó bên cạnh hai đạo khí tức không thua gì nó hai thân ảnh. S cấp yêu thú, Ngọc Lưu Á Nhân. S cấp yêu thú, Hạc Uyên Quỷ Phượng. Cái này Kim Ly Bách Tốc Vương toàn chiều dài hơn 100 mét. Cuộn tại cùng một chỗ giống như một tòa 20 thước cao tiểu sơn một dạng. Sắc bén kia trăm chân tản ra kim quang chi sắc, phá tại mặt đất không có chút nào tắc cắt ra từng cái khe rãnh. Mà cái kia Ngọc Lưu Á Nhân nhưng là phổ thông người bình thường lớn nhỏ. Toàn thân cao thấp bị một loại khuynh hướng cảm xúc trong suốt vật chất bao lấy, tản ra nhàn nhạt thanh trao chút chạch. Đứng tại Kim Ly Bách Túc Vương bên cạnh giống như một cái dưa hấu cùng một khỏa bồ đào lớn nhỏ. Nhưng đừng tưởng rằng Ngọc Lưu Á Nhân rất yếu. Trên thực tế, cái này ba cái S cấp yêu thú bên trong, Ngọc Lưu Á Nhân là tối cường một cái. Cái kia trên thân giống ngọc vật chất kỳ thực là nước mủ kết tinh. Ngọc Lưu Á Nhân kỳ thực không phải chân chính linh khí yêu thú, mà là nhân loại sau khi chết tại một loại nào đó đặc định tràng cảnh bên trong chịu đến linh khí không ngừng xâm nhập thể nội. Những linh khí này sẽ chuyển biến thành trên người nước mủ nối liền không dứt chảy xuôi. Tại những này nước mủ không ngừng bao trùm phía dưới cùng nước mủ dần dần trở thành cứng ngắc, cuối cùng biến thành giống ngọc đồ vật bao lấy toàn thân. Những thứ này nước mủ kết tinh là đương chi không thẹn khó giải độc dược, chân chính độc vương. Chỉ cần bị những thứ này nước mủ dính vào một điểm, thể nội linh khí lập tức sẽ bị lây nhiễm, không trước tiên thanh trừ hoặc ức chế mà nói, chỉ cần 3 giây. Cái này nước mủ liền sẽ đem trên người địch nhân linh khí toàn bộ ô nhiễm thành nước mủ. Cuối cùng biến thành một cái khác Ngọc Lưu Á Nhân. Cái này, đã Ngọc Lưu Á Nhân công kích, cũng là Ngọc Lưu Á Nhân tộc nhóm sinh sôi. Bởi vì trên người nước mủ kết tinh cũng là linh khí biến thành, cho nên bị bao khỏa bộ phận càng lớn. Chứng minh cái này Ngọc Lưu Á Nhân thực lực tối cường. Lãnh Vô Yên nhìn cái này, toàn thân cao thấp toàn bộ bị nước mủ kết tinh bao trùm. Cái này Ngọc Lưu Á Nhân thực lực thấp nhất cũng phải là S cấp đỉnh phong. Ngoại trừ những thứ này, còn có một cái nơi quan trọng nhất. Đó chính là những thứ này Ngọc Lưu Á Nhân có thể giữ lại khi còn sống ra nhân cách bên ngoài tất cả mọi thứ. Chiến đấu kỹ xảo, trí tuệ, cùng với mưu lược. Tương đương với một cái S cấp yêu đế phân thân. Đây mới là Ngọc Lưu Á Nhân kinh khủng chỗ hạch tâm. Mà cái kia Hắc Uyên Quỷ Phượng thì khó chơi nhất. Toàn thân cao thấp màu đen lông vũ có thể tự động thiêu đốt. Loại này thiêu đốt, không phải thiêu đốt vật chất, là thiêu đốt linh khí. Thiêu đốt linh hồn, đụng tới loại ngọn lửa màu đen này, trong cơ thể địch nhân linh khí càng đủ, hỏa diễm càng kịch liệt. Cuối cùng sẽ bị địch nhân trực tiếp đốt thành người bình thường. Muốn chỉ là như vậy cũng coi như. Nhưng Hạc Uyên Quỷ Phượng thuộc về loại kia chỉ cần có linh khí liền có thể một mực trùng sinh đáng sợ yêu thú. Tại Lãnh Vô Yên học tập yêu thú khoa bên trên, đối với Hạc Uyên Quỷ Phượng miêu tả cuối cùng tiêu chí bên trên một câu. Nếu như không có thủ đoạn chặt đứt Hạc Uyên Quỷ Phượng cùng linh khí liên hệ. Trước tiên rời đi, không nên bị Hạc Uyên Quỷ Phượng kéo vào tiêu hao chiến. Cho nên đừng nhìn trên sân Kim Ly Bách Túc Vương thể hình lớn nhất, bộ dáng bá khí nhất. Nhưng là ba con yêu thú bên trong thực lực kém cỏi nhất, tốt nhất giải quyết yêu thú. Như thế nào? Tô lên âm thanh tại trong cơ thể của Lãnh Vô Yên vang lên. Có biện pháp giải quyết bọn hắn sao? Chương 183 lần 3 thí luyện. Lãnh Vô Yên kiều hừ một tiếng, đừng nghĩ để cho ta gài bẫy. Lần này rèn luyện nhiệm vụ chủ yếu là rèn luyện ta tại loại này khắp nơi là dò xét địa hình bên trong như thế nào chạm vào tới. Cùng với tìm ra cái này Bách Lương Sơn chỗ cổ quái. Mai phục tiến vào bộ phận ta đã hoàn thành, bây giờ còn kém điều tra cái này Bách Lương Sơn cổ quái. Nhưng không có nói muốn cùng bọn hắn đánh nhau a. Nói xong lời cuối cùng, Lãnh Vô Yên ngữ khí hoạt bát nói. Ân, không tệ, từ đầu đến cuối kiên định mục tiêu của mình, dạng này mới sẽ không tại thi hành nhiệm vụ bên trong tự loạn trận cước. Lần này đột kích thẩm tra hợp cách, hì hì, cảm ơn lão sư nhường. Lãnh Vô Yên cười tùm tìm lấy, trong mắt lóe lên lấy vui sướng. Loại này thí luyện rất ít, tăng thêm lần này cũng mới bất quá lần thứ 3. Nhưng Lãnh Vô Yên cũng rất ưa thích, chỉ có tại cái này thời điểm,
nàng mới có thể chân chính cảm nhận được Venom đối với nàng vô vi bất trí quan tâm. Cảm thụ được Lãnh Vô Yên ý tưởng nội tâm, Tô Lên lắc đầu, trong mắt cũng mang theo chút cương chiều. Gặp Lãnh Không Yên bên này tạm thời vô sự, hắn bắt đầu phục bàn dọc theo con đường này nhìn thấy đồ vật. Quả nhiên không ra Tô Lên sở liệu, ở đây thật là hình chiếu trùng căn cứ. Từ tiến vào Bách Lương Sơn một khắc kia trở đi, Lãnh Vô Yên cùng Tô Lên song song cảm nhận được mình bị vô số đạo ánh mắt đảo qua. Tuy nói có không gian màng mỏng tại, tăng thêm Lãnh Vô Yên núp trong bóng tối, nàng không có trước tiên bị phát hiện, nhưng vẫn là theo bản năng sử dụng hợp khí linh tức. Lúc mới bắt đầu, Lãnh Vô Yên 10 phút đều đạp không đi ra một bước. Bởi vì nàng phát hiện, mặc kệ là trên cành cây, vẫn là cành lá bên trên, thậm chí là một chút phổ thông dã ngoại sinh vật, trên thân đều có một đầu lớn chừng ngón tay cái màu trắng côn trùng. Đám côn trùng này Lãnh Vô Yên gặp qua, bất quá lần trước thấy được thời điểm là tại Khấp Huyết Sơn. Hơn nữa khi đó cái này côn trùng đã biến thành thây khô hình dáng. Đám côn trùng này tiềm phục tại các nơi, không ngừng chuyển động đầu quét mắt cảnh tượng chung quanh. Hình chiếu trùng nắm giữ tắc kè hoa đặc điểm, có thể căn cứ vào chung quanh biến thành tương ứng màu sắc. Hơi không cẩn thận liền sẽ nhìn bỏ qua đi. Duy nhất có thể lấy bại lộ chính là đầu có một đôi nhãn cầu màu xanh lam nhạt. Những thứ này ánh mắt không có mí mắt, cho nên có thể một mực nhìn lấy. Sẽ không bởi vì chớp mắt mà bỏ lỡ bất luận cái gì hình ảnh. Lãnh Vô Yên ngay từ đầu hoa dòng dã một giờ đem chung quanh tất cả hình chiếu trùng vị trí tìm xong đi ra. Tiếp đó tính toán giữa bọn chúng quy luật, đợi nửa giờ mới tìm được một tia tầm mắt điểm mù hướng về nơi núi rừng sâu xa thăm dò vào. Thật Lãnh Vô Yên năng lực học tập 10 phần kinh khủng. Lần thứ nhất sau khi thành công, lần thứ hai cần thời gian liền ít đi rất nhiều. Ghi tội mấy lần sau đó, nàng đã có thể xe chạy quen đường xâm nhập Bách Lương Sơn chỗ sâu mà sẽ không bị phát hiện. Cho tới bây giờ, trời tối thời khắc, cuối cùng để cho nàng nhìn thấy tụ ở nơi này ba đạo S cấp khí tức. Đáng tiếc Lãnh Vô Yên không còn dám tới gần. Tại cái này ba cái S cấp yêu thú phụ cận tất cả đều là đầy áp hình chiếu trùng. Một điểm tầm mắt điểm mù cũng không có. Ngọc Lưu Á Nhân ngồi ở một bên, mặt âm trầm. Ngoặc kép, lần trước các ngươi đem cái kia một đội người thả sau khi đi, không có qua mấy ngày lại tới một đội nhân loại. Điều này nói rõ chúng ta nơi này bại lộ, mà hết thảy này đều tại các ngươi. Nhất là ngươi, Hạc Uyên Quỷ Phượng, lúc đó chỉ cần chúng ta cùng tiến lên, cái kia một đội nhân loại tuyệt đối sẽ không có một người sống lưu lại. Lệ, Hạc Uyên Quỷ Phượng dài lệ một tiếng, căm tức nhìn một bên Kim Ly Bách Túc Vương. Trong mắt phẫn nộ chứng minh một lần kia sai lầm cũng không ỷ lại nó. Kim Ly Bách Túc Vương cũng là tức giận nhìn lại đi qua. Nó một lần tình cờ tại một nơi nào đó nhặt được một khối đối với yêu thú tới nói là đại bổ bách linh quả. Loại trái này bên trong ẩn chứa tinh thuần linh khí, đã đổ ăn, cũng là thuốc bổ. Kim Ly Bách Túc Vương vốn định mang về tự mình hưởng dụng. Nào nghĩ tới bị cái này Hắc Uyên Quỷ Phượng thấy được. Liền nghĩ đi lên kiếm một chén canh. Kim Ly Bách Túc Vương nơi nào chịu. Hai cái yêu thú liền đánh lên. Thật vừa đúng lúc là, lúc này nhân loại lại đột nhiên xông vào, dẫn đến Ngọc Lưu Á Nhân gọi chúng nó thời điểm, bọn chúng còn tại xoay đánh một đoàn. Mắt thấy ai cũng ăn không được, Kim Ly Bách Túc Vương nhất ngoan tâm. Nhìn nát viên này bách linh quả, hai cái S cấp yêu thú lúc này mới tách ra. Chỉ bất quá chạy tới thời điểm, những cái kia nhân loại đã chạy thoát rồi. Bất quá cũng may lại đến nhóm người thứ hai loại thời điểm, chúng ta một cái đều không buông tha. Loại tình huống này, bọn hắn hẳn sẽ không trở lại. Ngọc Lưu Á Nhân tự nhủ, răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Kim Ly Bách Túc Vương huy động ngoài miệng ngao lớn, va chạm ra đặc biệt tần số âm thanh. Ý là hắn đồng ý Ngọc Lưu Á Nhân ý nghĩ. Không coi trọng lần những cái kia đào tàu nhân loại chạy trốn sau thứ hai tuần lễ liền có người tới. Kết quả hiện tại cũng mau qua tới một tháng. Vẫn chưa có người nào loại xông tới. Cái này cũng rất có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là nhân loại, sợ chúng nó. Ngọc Lưu Á Nhân nghe hiểu Kim Ly Bách Túc Vương ý tứ, gật đầu nói hẳn là dạng này. Nhưng nếu như bị nhân loại phát hiện bí mật của nơi này, Bạch Trạch Đại Nhân bay đem chúng ta ra lột không thể. Tiếng nói vừa ra, Ngọc Lưu Á Nhân trên thân bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Ân, ta tại sao muốn đem các ngươi ra lột? Thanh âm này, chính là Bạch Trạch. Ngọc Lưu Á Nhân khác hẳn cả kinh. Vội vàng móc ra trên người hình chiếu trùng đặt ở phía trước.
Ba con S cấp yêu thú vội vàng xếp thành một loạt, cung kính hướng về hình chiếu trùng bắn ra tới hư ảnh quỳ lạy. Cung nghênh yêu đế đại nhân. Nơi xa đang yên lặng quan sát đến Lãnh Vô Yên ánh mắt nhất động, tò mò nhìn một màn này. Có động tĩnh, ân, Bạch Trạch hư ảnh gật gật đầu, nhìn về phía chính giữa Ngọc Lưu á nhân. Ngọc Lưu, người mới vừa nói ta vì sao lại đem các ngươi ra lột. Ngọc Lưu á nhân ánh mắt bỗng nhúc nhích, nội tâm dẫy dụa muốn hay không đem việc này lừa gạt tiếp. Bạch Trạch nhìn thấy Ngọc Lưu á nhân bộ dáng này, nhíu mày. Có chuyện gì liền nói, ta giống loại kia tàn bạo chủ tử sao? Không phải, ta cái này liền nói. Ngọc Lưu á nhân hít sâu một hơi, đem chuyện mấy ngày này nói ra. Bạch Trạch lẳng lặng nghe, chờ Ngọc Lưu á nhân đem tất cả mọi chuyện cũng giao phó tinh tường sau. Hắn khẽ gật đầu, Kim Ly Bách Túc Vương Bách Linh Quả ở đâu phát hiện? Ách, ta không có hỏi, đại nhân chờ một chút. Ngọc Lưu á nhân sừng sốt một chút, quay đầu hỏi thăm Kim Ly Bách Túc Vương. Chỉ nghe Trăm Chân Vương ngoài miệng ngao lớn răng rắc vang dội. Ngọc Lưu á nhân trở lại cung kính nói, nó nói là tại hậu sơn một chỗ nham thạch trong đất tìm được. Vừa vặn cùng nhân loại xuất hiện phương hướng tương phản. Bạch Trạch đột ngột nói, ân, đúng vậy. Ngọc Lưu á nhân hồi tưởng một chút, gật đầu nói. Trong lòng có chút kinh ngạc, Bạch Trạch đại nhân rõ ràng chưa từng tới Bách Lương Sơn. Làm sao biết cái này? À, Thái Bạch Kim Tinh. Bạch Trạch cười lạnh một tiếng. Đi, ta đã biết, việc này cũng không thể trách các ngươi. Bạch Trạch vẫy vẫy tay đảo. Đa tạ đại nhân tha thứ. Gặp Bạch Trạch không thèm để ý chuyện này, Ngọc Lưu á nhân trong lòng tảng đá trọng trọng rơi xuống, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hình chiếu trùng bên trong, Bạch Trạch âm thanh tiếp tục truyền đến, bất quá ở đây cũng không thể ngây người. Đem hình chiếu trùng nhóm đều mang lên, trở về Hắc Thành Bình Nguyên A. Hai năm này thời gian cũng không cần đi ra. Biết, đại nhân, Bạch Trạch khoát khoát tay, hình chiếu tiêu thất. Gặp Bạch Trạch không có truy cứu. Hai bên Hắc Uyên Quỷ Phượng cùng Kim Ly Bách Túc Vương tùng khẩu khí. Bất quá bọn chúng không có phát hiện, một bên Ngọc Lưu á nhân sắc mặt cứng đờ, lại lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Giết Hắc Uyên Quỷ Phượng cùng Kim Ly Bách Túc Vương. Chương 184 nhường thí luyện. Giết Hắc Uyên Quỷ Phượng cùng Kim Ly Bách Túc Vương. Đây là Bạch Trạch hình chiếu sau khi biến mất, một đầu hình chiếu trùng nhỏ giọng leo đến hắn bên tê nói. Đừng nhìn Bạch Trạch một bộ hiền lành bộ dáng, nhưng cái này bất quá cũng là giả vờ mà thôi. Có thể lên làm yêu đế, cái nào không phải tay nhiễm máu tươi, huyết tinh vô cùng. Nhân từ nương tay tại yêu đế vòng tròn bên trong chỉ có một cái hạ tràng. Đó chính là ăn sạch xóa sạch. Cái này Hắc Uyên Quỷ Phượng cùng Kim Ly Bách Túc Vương tự ý rời vị trí. Làm hại hắn không thể không một lần nữa quay trở lại đại bản doanh Hắc Thành Bình Nguyên. Bạch Trạch làm sao lại dễ như trở bàn tay buông tha bọn chúng. Tất nhiên không cần, vậy thì cho hắn chết. Vốn là Ngọc Lưu á nhân xem như phòng thủ Bách Lương Sơn ba yêu một trong. Nó vốn là cũng nên chết, nhưng Bạch Trạch xem ở nó không có giấu giếm mức của mình. Cũng liền trước tiên đem mệnh của hắn giữ lại, giết chết Hắc Uyên Quỷ Phượng cùng Kim Ly Bách Túc Vương lấy công chuộc tội. Bạch Trạch tại trong núi lớn sắc mặt âm tình bất định. Thái Bạch Kim Tinh, Bạch Trạch lấy ra một đầu hình chiếu trùng, mở ra kết nối. Đây là chuyên môn đối tiếp Thái Bạch Kim Tinh hình chiếu trùng. Bạch Trạch đợi một hồi, bên kia mới bắt đầu kết nối. Vị nào, trong hình chiếu xuất hiện cũng không phải Thái Bạch Kim Tinh yêu đế bản thân. Mà là cái kia phía trước cùng Kim Tinh giao lưu, có thể đào đất yêu thú. Thái Bạch đâu, Bạch Trạch thản nhiên nói. Thì ra Bạch Trạch đại nhân, Kim Tinh đại nhân còn tại ngủ say. Ngươi tìm hắn có chuyện gì, chờ đại nhân sau khi tỉnh lại ta sẽ truyền cáo hắn. Thái Bạch còn không có khôi phục lại sao? Bạch Trạch ra vẻ lo lắng nói. Trở về Bạch Trạch đại nhân hắn vẫn là như cũ. Ha ha ha, được chưa? Bạch Trạch cười ha ha, tiếp tục nói, vậy thì ở đây mong ước Thái Bạch sớm ngày khôi phục. Đúng, nhớ kỹ giúp ta cảm tạ quá tặng không tới Bách Linh Quả. Thủ hạ của ta rất ưa thích. Ách, ta nghe không hiểu Bạch Trạch đại nhân nói có ý tứ gì. Ha ha, Bạch Trạch lạnh lùng cười hai tiếng. Đóng lại hình chiếu trùng. Đối diện, phụ trách tiếp đãi Bạch Trạch yêu thú nhẹ nhàng thở ra. Đưa tay xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Cùng một cái mắc cấp yêu đế nói chuyện phiếm, áp lực chính xác cực lớn. Một bên, vốn nên ngủ say Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu. Làm không tệ, vì đại nhân hiệu mệnh là vinh hạnh của ta.
Yêu thú thu hồi hình chiếu trùng cung kính nói. Thế nhưng là bạch trạch giống như đã phát hiện chúng ta. Ngay cả chúng ta cố ý cầm tới bách linh quả cũng bị hắn đã đoán đúng. Thái bạch không quan tâm nói, đoán đúng thì sao, có chứng cứ sao? Nói thế nào bạch trạch là lấy xảo trá nổi danh, thứ này căn bản không có khả năng lừa gạt được hắn. Nhưng chỉ cần chúng ta không có lưu lại chứng cứ cho hắn, hắn liền đối với chúng ta không có cách nào. Trở lại Bách Lương Sơn, Lãnh Vô Yên tập trung tinh thần nhìn xem Ngọc Lưu Á Nhân ba con yêu thú cung kính quỳ lại một cái hình chiếu. Nàng xem thấy cái này hư ảnh trong lòng nhảy một cái này rất có khả năng chính là boss, thậm chí là huyết thỏ nói bạch trạch yêu đế. Mà Tô Lên nhưng là nhìn xem cái này hình chiếu hình ảnh, trong lòng của hắn cũng là nhảy một cái. 3D giống y chang kỹ thuật, cái này hình chiếu trùng lại có thể đem ở xa không biết bao nhiêu dặm bên ngoài ảnh hình người hình chiếu tới. Dễ thực dụng năng lực, hắn bây giờ có chút không kịp chờ đợi muốn tóm lấy một cái hình chiếu trùng thật tốt mổ xẻ một chút. Xem nó là thế nào công tác, hình chiếu truyền tới thời điểm muốn hay không ở giữa thiết lập tháp tín hiệu. Bên kia, Ngọc Lưu Á Nhân bất động thanh sắc nói, tất cả mọi người nghe được a. Bạch Trạch đại nhân để chúng ta trở về. Chúng ta thu thập một chút. Đem tất cả hình chiếu trùng đều gọi trở về a, chúng ta cần phải đi. Lệ, răng rắc, hảo a, cái kia Hắc Thành Bình Nguyên có thể so sánh cái này đổ bỏ Bách Lương Sơn không bị ràng buộc nhiều. Bất quá Quỷ Phượng cùng Trăm Chân Vương Đô không biết, tại bọn hắn xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt, Ngọc Lưu Á Nhân kém chút nghĩ đối bọn hắn động thủ. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh bị kinh ngạc phân chính mình bác bỏ. Hắn cũng không phải phổ thông yêu thú. Hắn, thế nhưng là có trí tuệ. Hết thảy, ly khai nơi này lại nói. Ngọc Lưu Á Nhân móc ra một cây kỳ dị gậy gỗ. Cái này trên một côn có mấy cái thâm thúy quanh co cong động. Cua múa phát ra mới lạ tiếng ô ô. Thanh âm này mười phần vang dội. Bách Lương Sơn bất luận cái gì một chỗ đều có thể nghe được cái này gậy gỗ âm thanh. Từ một nơi bí mật gần đó Lãnh Vô Yên sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Phụ cận hình chiếu trùng toàn bộ động khởi thân tới, bắt đầu hướng về bên kia Ngọc Lưu Á Nhân bỏ đi. Tương ứng, nàng vị trí góc nhìn điểm mù, không còn. Chỉ lát nữa là phải bị đi ngang qua hình chiếu trùng phát giác được. Tô Lên cực tốc hóa thành màu đen màng mỏng bao lấy Lãnh Vô Yên. Ngay cả quần áo bên ngoài xuyên đều không buông tha. Chỉ dùng một cái chớp mắt, Lãnh Vô Yên liền bị màu đen hoàn toàn bao trùm, hơn nữa dung nhập vào trong bóng tối. Đồng thời, Tô Lên vẫn không quên nhắc nhở Lãnh Không Yên. Hợp khí linh tức, đừng tiết kiệm, nhanh dùng. Lãnh Vô Yên không kịp nghĩ nhiều, lúc này sử dụng hợp khí linh tức. Đem khí tức của mình chuyển hóa thành phụ cận không khí bộ dáng. Chờ làm xong ở đây, Lãnh Không Yên vị trí lần lượt có hình chiếu trùng leo qua. Những thứ này hình chiếu trùng leo tại Tô Lên hóa thành màu đen vỏ ngoài. Không chút nào biết, nó dưới chân màu đen mọi ngóc ngách sấp, chính là địch nhân của bọn nó. Thời gian kéo dài nửa giờ, bỏ qua màu đen xác ngoài hình chiếu trùng đếm không hết. Nhưng cũng không phát hiện cái này dị trang, gặp hình chiếu trùng đã toàn bộ trở về. Ngọc Lưu Á Nhân lấy ra một cái kỳ quái vật đem những thứ này hình chiếu trùng toàn bộ hút đi vào. Tiếp đó thận trọng đừng tải trên thân. Đi, chúng ta trở về Hắc Thành Bình Nguyên. Lệ, răng rắc, Hắc Uyên Quỷ Phượng cùng Kim Ly Bách Túc Vương đáp lại một tiếng. Đi theo hắn đi ra Bách Lương Sơn. Hoàn toàn không biết, chuyến này trở về, phải đối mặt là cái gì. Trên một cây đại thụ, trong lòng Lãnh Vô Yên phanh phanh nhảy. Thấy mặt ngoài không có động tĩnh, nàng thấp giọng hỏi, kết thúc. Ân, Tô Lên tan đi màu đen màng mỏng nói, không sao, bọn hắn muốn đi. Đi, đi cái nào? Lãnh Vô Yên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía cái kia đã ở càng lúc càng xa ba cái bóng. Tô Lên lắc đầu, không biết. Bất quá ở đây rất có thể không phải bọn hắn đại bản doanh. Đi thôi, theo sau. Tô Lên từ tốn nói. Tốt, Lãnh Vô Yên khởi hành đuổi kịp. Nàng lặng lẽ hỏi một câu, về nom, vừa rồi tính toán khảo thí thất bại sao? Tạm thời không tính, Tô Lên trả lời. Tạm thời, Lãnh Vô Yên sửng sốt một chút. Tính toán coi như, không tính không coi là, nào còn có tạm thời không tính thuyết pháp này. Mắc điểm 100, vừa rồi chụp 40. Lại sai liền nhiệm vụ thất bại. Tô giải thích đảo, phốc, Lãnh Vô Yên hơi hơi che miệng nén cười. Nước này cho nàng phóng, đều có Thái Bình Dương nhiều như vậy. Vì chiếu cố nàng, Venom cũng coi như là tốn công tốn sức.
Bất quá Lãnh Vô Yên trong lòng có chút ấm áp. Chiếu cố liền chiếu cố đi, còn vòng vo. Chết Ngạo Kiều, chương 185 tự giết lẫn nhau S cấp yêu thú. Bởi vì là theo dõi ba đầu S cấp yêu thú, Lãnh Vô Yên không dám chút nào phất lờ. Hợp khí linh tức một mực duy trì lấy. Nghiêm túc trình độ so tại Bách Lương Sơn xuyên qua vô số hình chiếu trùng ánh mắt phong tỏa cao hơn không thiếu. Cứ như vậy, Lãnh Vô Yên đi theo phía sau bọn họ, một mực theo nửa đêm. Trong lúc đó, Ngọc Lưu Á Nhân ngại tốc độ quá chậm, liền ngồi ở Kim Ly Bách Túc Vương trên lưng tiến lên. Kết quả cũng không lâu lắm, Ngọc Lưu Á Nhân lại ngại Kim Ly Bách Túc Vương trên mặt đất bò thời điểm động tĩnh quá lớn, cấn đến hoảng. Thế là lại để cho Hắc Uyên Quỷ Phượng tái đoạn đường. Kim Ly Bách Túc Vương gặp Ngọc Lưu Á Nhân thế mà ghét bỏ nó. Tức giận huy động đầu ngao lớn răng rắc vang dội, mà Hắc Uyên Quỷ Phượng thì đắc ý dài lệ một tiếng, nhìn xem trên đất Kim Ly Bách Túc Vương tràn đầy ghét bỏ. Bỏ dưới đất đồ vật, chính là không sánh được trên bầu trời bay cao quý. Một trùng một chim mặc dù có chút hiếu kỳ Ngọc Lưu Á Nhân tại sao phải để bọn chúng tái đoạn đường. Rõ ràng Ngọc Lưu Á Nhân bình thường thường xuyên ghét bỏ bọn hắn không có trí tuệ, cho nên rất ít tiếp cận bọn chúng. Bất quá bọn chúng cũng không có nghĩ lại. Cỗ này kỳ quái chi ý rất nhanh liền bị giữa lẫn nhau tranh phong bao phủ. Kim Ly Bách Túc Vương gặp Ngọc Lưu Á Nhân đi Hắc Uyên Quỷ Phượng cái kia. Không phục lắm tăng thêm tốc độ, muốn đem bọn chúng bỏ lại đằng sau. Hắc Uyên Quỷ Phượng tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém. Đồng dạng tăng thêm tốc độ, hai cái khổng lồ yêu thú tốc độ cực nhanh hướng về một chỗ phóng đi. Theo ở phía sau Lãnh Vô Yên bất đắc dĩ triệu hồi ra độc ương kiếm lại thể nghiệm một cái ngự kiếm phi hành. Bất quá nàng không có khinh thường, cố ý nửa ngồi tại độc ương trên thân kiếm. Để cho không gian màng mỏng cũng có thể bao trùm ở dưới chân độc ương kiếm. Qua 2 giờ, nơi chân trời bỗng nhiên ra giống mấy cây đứng thẳng bầu trời nhàn nhạt hư ảnh. Ngọc Lưu Á Nhân ánh mắt nhất động, đánh gãy Hắc Uyên Quỷ Phượng cùng Kim Ly Bách Túc Vương An đọ sức. Hai cái yêu thú nghi ngờ nhìn xem hắn, trong mắt đầy không hiểu chi ý. Sau lưng Lãnh Không Yên hợp thời dừng lại, ẩn thân tại một tảng đá lớn sau đó, yên lặng nhìn xem 2000 mét bên ngoài 3 con S cấp yêu thú. Ở đây không còn là trong Bách Lương Sơn răng đầy sơn lâm. Bây giờ bọn hắn dừng ở một mảnh rộng lớn bên trong vùng bình nguyên. Cho nên Lãnh Vô Yên mới có thể cách xa như vậy còn có thể thấy rõ bọn hắn. Ngọc Lưu Á Nhân nhìn chung quanh bọn chúng một mắt, ngữ khí trịnh trọng nghiêm túc nói, vừa rồi Bạch Trạch đại nhân hình chiếu tới các ngươi đều thấy được a. Một trùng một chim liếc nhìn nhau gật gật đầu, không rõ ràng cho lắm gật đầu. Không rõ Ngọc Lưu Á Nhân tại sao muốn ở đây xách cái này. Bọn chúng hoàn toàn không có phát hiện, trên người mình bị Ngọc Lưu Á Nhân chờ qua bộ vị, một chút khuynh hướng cảm xúc thanh nhuận nửa chất lỏng vật chất đang chậm rãi ngọ nguậy. Một chút xuyên qua bọn chúng lông vũ hoặc sắc ngoài, chậm rãi thấm vào. Bạch Trạch đại nhân rất là khẳng khái, dù cho chúng ta làm hỏng kế hoạch của hắn. Hắn cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua, không so đo hiềm khích lúc trước tha thứ chúng ta. Ngọc Lưu Á Nhân từng chữ nói ra nói, để cho lưu lại hai cái trên thân yêu thú nước mù có đầy đủ thời gian hành động. Răng rắc răng rắc, răng rắc, Kim Ly Bách Túc Vương tính khi táo bạo nhất, đầu tiên chịu không được Ngọc Lưu Á Nhân cái này gần như lãng phí thời gian nói chuyện. Oán trách có chuyện gì có thể hay không nói nhanh một chút xong. Ngọc Lưu Á Nhân nghe được động tĩnh này, ánh mắt bắt đầu trở nên âm u lạnh lẽo. Nhưng mà, Bayakoya đại nhân hắn chỉ tha thứ ta một cái. Hắn yêu cầu ta giết hai người các ngươi lấy công chuộc tội. Cho nên hai vị, xin lỗi rồi, các ngươi phải chết ở chỗ này. Lệ, Hắc Uyên Quỷ Phượng ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, dưới thân thể phục, ánh mắt trở nên hung ác. Bạch Trạch thế mà muốn giết bọn chúng. Dựa vào cái gì, bọn hắn thế nhưng là đường đường S cấp yêu thú. Tùy tiện đều có thể hủy đi nhân loại huyền cấp thành thị tồn tại. Cũng không phải mặc cho người định đoạt quả hồng mềm. Kẹt kẹt răng rắc, Kim Ly Bách Túc Vương nâng lên nửa đời trước. Hai bên sắc bén chân nhọn trực chỉ Ngọc Lưu Á Nhân hơi rung nhẹ lấy. Bạch Trạch dựa vào cái gì muốn giết nó? Nếu không phải là Hắc Uyên Quỷ Phượng cướp hắn Bách Linh Quả, nó sẽ đến không bằng đi trợ giúp. Lại nói, bọn chúng cũng không phải không có lấy công chuộc tội, đem sau này nhân loại tới giết chết. Không nghĩ tới Bạch Trạch như thế tâm ngoan thủ lạt, một điểm bất mãn tâm ý của hắn liền muốn bạo khởi giết thú. Nhưng cũng may, ở đây chỉ có Ngọc Lưu Á Nhân một cái. Chỉ cần hai bọn chúng thú liên thủ,
coi như Ngọc Lưu Á Nhân lại mạnh cũng lấy chúng nó không có cách nào. Tất nhiên Bạch Trạch không lưu bọn chúng, cái khác yêu đế sẽ không chứa chấp bọn chúng. Bọn chúng thế nhưng là S cấp, cũng không phải tùy tùy tiện tiện quân cờ. Nhìn thấy cùng làm việc với nhau lâu như vậy hai đầu yêu thú đối với chính mình đao kiếm đối mặt, Ngọc Lưu Á Nhân trong lòng không có cảm giác gì. Cảm giác con người đã sớm tại hắn trở thành Ngọc Lưu Á Nhân thời điểm đã không có. Chỉ thấy hắn tự tốn nói, các ngươi hay là chớ phản kháng thật tốt, nhưng sẽ chết rất thống khổ. Lệ, Hắc Uyên Quỷ Phượng cười lạnh một tiếng, huy động hắc sực dự định rời đi. Nó không tin Ngọc Lưu Á Nhân có thể ngăn được nó. Gặp Hắc Uyên Quỷ Phượng phải ly khai, Ngọc Lưu Á Nhân cười lạnh một tiếng, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Ba, Kim Ly Bách Túc Vương chấn kinh hãi nhìn về phía một bên dự định rời đi Hắc Uyên Quỷ Phượng. Giống như ước hẹn, tại Ngọc Lưu Á Nhân búng ngón tay đồng thời, Hắc Uyên Quỷ Phượng tê minh một tiếng, phần lưng bỗng nhiên nhô lên, từng cỗ thanh bạch nước mù theo nó phần lưng phun mạnh ra tới. Hắc Uyên Quỷ Phượng kêu thảm, thiêu đốt lên phần lưng lông vũ ngăn cản những thứ này nước mù tiếp tục ăn mòn cơ thể những bộ vị khác. Kim Ly Bách Túc Vương kinh hãi nhìn xem một màn này. Nghĩ lại tới nơi đó không phải là vừa rồi Ngọc Lưu Á Nhân ngồi qua chỗ sao. Ngay sau đó, nó lại nghĩ tới tự mình cõng bộ cũng bị Ngọc Lưu Á Nhân chờ qua. Đây chẳng phải là, nghĩ tới đây, Kim Ly Bách Túc Vương toàn thân lắc một cái. Bỗng nhiên đem nửa trước bên cạnh ngửa người về phía sau đập về phía mặt đất. Tính toán thông qua cùng mặt đất ma sát đem trên lưng không biết có hay không nước mù ma sát đi. Đáng tiếc nó phản ứng lại quá trễ. Ngọc Lưu Á Nhân lại là một cái búng tay. Ba, bành, sau lưng truyền đến một hồi tiếng vang. Kim Ly Bách Túc Vương chỉ cảm thấy phần lưng đau đớn một hồi, tiếp lấy nơi đó chính là cảm giác gì cũng không còn. Nó thần sắc sợ giật mình, hai bên trăm chân mất tự nhiên huy động. Nó không giống Hắc Uyên Quỷ Phượng nhất dạng có thể chú ý đến sau lưng bộ vị. Tự thân hình thể để nó sau lưng nhất định là một cái nhược điểm. Tạo ra một mặt thật dày kim sắc xác ngoài cũng là vì phòng hộ cái nhược điểm này. Kết quả không nghĩ tới, ngày xưa cùng nhau làm việc đồng bạn, thế mà vô thanh vô tức động thủ với hắn. Nguyên bản có thể nhẹ nhõm ngăn cản được nước mù xác ngoài cũng ở đây thẩm thấu bên trong như là không có gì đồng dạng. Cảm giác thân thể tê liệt khu vực càng lúc càng lớn. Kim Ly Bách Túc Vương thần sắc trở nên quyết tuyệt. Cho dù chết, nó cũng muốn để cho Ngọc Lưu Á Nhân lưu lại chút đại giới. Không quan tâm trên thân xuất hiện càng ngày càng nhiều nước mù, Kim Ly Bách Túc Vương huy động chân trước vọt tới Ngọc Lưu Á Nhân trước người. Giơ cao sắc bén đủ đâm tản mát ra dọa người gió lạnh, trực chỉ Ngọc Lưu Á Nhân đầu. Đều như vậy ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể có cái gì uy hiếp. Ngọc Lưu Á Nhân cười lạnh, không thấy hắn có động tác gì. Kim Ly Bách Túc Vương trên thân không ngừng chảy ra nước mù bỗng nhiên có sinh mệnh một dạng. Giống bạch tuộc gắt gao bóp chặt Kim Ly Bách Túc Vương. Đồng thời những thứ này nước mù bám vào tại trăm chân vương vỏ ngoài, không ngừng phát ra suy suy âm thanh, giống như lưu toàn hát vẫy ở phía trên một dạng, từng đợt xương trắng không ngừng dâng lên. Chương 186 ngư ông nọc độc. Kim Ly Bách Túc Vương kêu thảm một tiếng, trên thân các nơi không ngừng truyền đến xâm nhập tủy não đau đớn. Những thứ này đau đớn giống như côn trùng, không ngừng ăn mòn lý trí của nó. Cuối cùng cũng nhịn không được nữa, chắp lên tiền thân đập ầm ầm trên mặt đất, đập ra một mảnh đầy trời bụi mù. Chỉ thấy nó hấp hối nằm trên mặt đất, cơ thể thỉnh thoảng co quắp, mắt thấy là muốn không sống nổi. Giải quyết Kim Ly Bách Túc Vương, Ngọc Lưu Á Nhân nhìn về phía một bên còn tại đau khổ chống đỡ Hắc Uyên Quỷ Phượng. Kế tiếp, liền đến phiên cái này. Lãnh Vô Yên giấu ở xa xa một tảng đá lớn sau, chấn định nhìn xem cái này phát sinh một màn. Bọn chúng như thế nào vô duyên vô cơ đánh nhau. Không cần phải để ý đến bọn hắn vì cái gì đánh nhau. Tô Lên Từ Tốn nói. Tất nhiên bọn hắn lên nội chiến, đó chính là chúng ta cơ hội. Kế tiếp, để cho ta đến đây đi. Hảo, Lãnh Vô Yên gật gật đầu. Tùy ý Tô Lên hóa thành màu đen màng mỏng bao trùm ở thân thể của nàng. Khôi phục thành cái kia trương tiêu chuẩn Venom bộ dáng. Tô Lên nứt ra nụ cười. Đêm nay, hắn muốn làm một lần ngư ông. Trong đêm tối, một đảo ai cũng không có phát hiện đen như mực thân ảnh dọc theo mặt đất sờ về phía trước ba đầu yêu thú xảy ra chiến đấu chỗ. Hắc Uyên Quỷ Phượng giãy giụa đứng dậy, một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm đi tới Ngọc Lưu Á Nhân. Phần lưng không ngừng giấy lên ngọn lửa màu đen, đau khổ đối kháng nước mù độc tố ăn mòn.
Từ bỏ đi, quỷ phượng. Ngọc Lưu Á Nhân vừa đi vừa nói chuyện. Nếu như đối kháng chính diện đơn đà độc đấu, ta chính xác không để lại ngươi. Nhưng ở ta tiên cơ đánh lén phía dưới, ngươi đã không có bất luận cái gì khả năng chạy trốn. Ngọc Lưu Á Nhân cười lạnh nói. Nâng tay phải lên, một đoàn nước mù kết tinh hội tụ trong tay. Hạc Uyên quỷ phượng đầy mắt oán hận, nó không nói gì, nhìn chằm chằm vào Ngọc Lưu Á Nhân đến gần thân ảnh. Lại gần, gần chút nữa. Chỉ cần gần chút nữa, nó liền có thể cùng gia hỏa này đồng quy vô tận. Ngọc Lưu Á Nhân phảng phất nghe được Hạc Uyên quỷ phượng tiếng lòng một dạng. Đi đến một chỗ liền không còn hướng phía trước. Hạc Uyên quỷ phượng hai mắt co rụt lại. Đi a, ngươi đi một bước nữa a. Chỉ cần càng đi về phía trước một bước, nó hỏa diễm liền có thể đốt tới nó. Ha 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 ha, có phải hay không nghĩ đến để cho ta càng đi về phía trước một bước. Ngọc Lưu Á Nhân ngửa mặt lên trời cười to, trêu tức lấy nhìn về phía Hắc Uyên quỷ phượng. Ta cũng không phải các ngươi những thứ này cơ hồ không có đầu óc yêu thú. Ta, thế nhưng là bảo lưu lại khi còn sống trí nhớ. Người nghĩ thi triển dục hỏa trùng sinh đồng thời để cho hỏa diễm đốt tới ta đúng hay không? Nhưng tiếc là, ta đối ngươi hỏa diễm phạm vi đã sớm như lòng bàn tay, ta bây giờ dưới chân khoảng cách này vừa vặn để cho đốt không đến. Có phải hay không rất giống để cho ta càng đi về phía trước hai bước? Ta lại không đi, ha 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 ha. Ngọc Lưu Á Nhân cười ha hả, cánh tay phải hất lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ nước mù bắn về phía Hắc Uyên quỷ phượng. Trực chỉ quỷ phượng bộ mặt, lệ, Hạc Uyên quỷ phượng lớn tiếng dài lệ một tiếng. Hoác, toàn thân bộc phát ra ngọn lửa đen kịt. Những ngọn lửa này không có nhiệt độ, lại có thể để cho người ta từ trong cảm nhận được khí tức hết sức nguy hiểm. Tuyệt đối không thể đụng vào khí tức. Ngọc Lưu Á Nhân chấn định như thường đứng tại chỗ. Trước mặt đen như mực ngọn lửa ngả vào trước mặt hắn, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể từng đốt đi. Nhưng một chút tại lúc này lại giống khoảng cách xa xôi. Lệ, dục hỏa trùng sinh sau đó Hắc Uyên quỷ phượng huýt dài một tiếng. Nó cũng không ham chiến, hai cánh chấn động liền muốn bay lên không trung. Ngọc Lưu Á Nhân không có cách nào bay lên không trung. Chỉ cần nó bay đến 200 mét trở lên bầu trời, vậy kế tiếp, chính là Ngọc Lưu Á Nhân chạy trối chết thời điểm. Hừ, muốn đi, hỏi qua ta sao? Ngọc Lưu Á Nhân cười lạnh một tiếng. Trên người nước mù kết tinh bỗng nhiên nổ tung. Nguyên bản kết tinh hình dáng nước mù bỗng nhiên hòa tan. Biến thành nước chảy một dạng. Hiu, một đạo nhỏ dài nước mù xạ tuyến từ Ngọc Lưu Á Nhân trên thân chảy ra ngoài. Đừng nhìn đầu này nước mù xạ tuyến tinh tế thật dài giống như không có uy lực. Trên thực tế uy lực lại là so trước đó bám vào tại Hắc Uyên quỷ phượng trên người còn kinh khủng hơn. Hắc Uyên quỷ phượng từ đạo này dài nhỏ, nhanh chóng xạ tuyến bên trong cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Nó không dám khinh thường, huy động hai cánh bắn nhanh ra từng cây đen như mực lông vũ. Những thứ này lông vũ trên không trung im lặng thiêu đốt. Đụng vào đạo này xạ tuyến bên trên nổ tung một đoàn lại một đám lửa. Tại lông vũ người trước ngã xuống người sau tiến lên đụng nhau phía dưới. Đạo này nước mù xạ tuyến mới bị tiêu hao hầu như không còn. Bù trừ lẫn nhau đi đạo này nước mù xạ tuyến, Hắc Uyên quỷ phượng không dám khinh thường. Vội vàng bay về phía bầu trời. Đừng nóng vội đi a, lại chơi chơi đi, thừa dịp Hắc Uyên quỷ phượng xóa đi nước mù thời điểm. Ngọc Lưu Á Nhân đã lấn người tại phía trước, bỗng nhiên nhảy đến Hắc Uyên quỷ phượng đỉnh đầu, trong tay đậm đặc nước mù giống như là có sinh mệnh phóng tới quỷ phượng đầu. Quỷ phượng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, song trào lui lại, đồng thời huy động hai cánh, phiến lên cuồng phong. Trước ngực lông vũ miễn cưỡng lau nước mù tránh đi, tránh thoát đồng thời, ngực lông vũ tự động thiêu đốt. Để cho nước mù xâm nhập. Bên kia, Ngọc Lưu Á Nhân không có đánh trúng quỷ phượng, tự thân đập ầm ầm tại mặt đất, gây nên đầy trời cho bụi. Nhưng hắn cũng không có nhục chí, đang đập bên trong mặt đất đồng thời, trên người nước mù hóa thành xúc tu, xuyên qua bụi mù phóng tới quỷ phượng. Hai cái yêu thú đánh khó phân thắng bại thời điểm, tô lên mượn đêm tối mai phục đến sắp chết, gần như tử vong kim ly bách túc vương trước người. Bách Túc Vương trên thân không ngừng bốc lên bừng bừng xương trắng. Bám vào tại vỏ ngoài bên trên nước mù mượn Bách Túc Vương nhục thân không ngừng sinh sôi lấy. Một chút từng bước xâm chiếm cái này cơ thể của Bách Túc Vương. Tô đứng lên đến Bách Túc Vương đầu phía trước. Một đôi trướng mắt đã trắng bệch, rõ ràng là bất tỉnh thú chuyện. Chậc chậc, thật đáng thương, Tô lên chậc chậc đảo.
trong tay biến hóa ra một thanh khoát đao. Để cho ta tới kết thúc nỗi thống khổ của ngươi tốt. Chết về sau cũng không cần cảm ơn ta, ai bảo ta làm việc tốt không lưu danh đâu. Ngoài miệng nói không đứng đắn mà nói, động tác trong tay lại là không ngừng. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, tô lên một đao nãng tiến kim ly bách túc vương đầu. Đinh, đánh giết S cấp yêu thú, thu được 1.000 vạn cộng sinh điểm. Bởi vì cái gọi là, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Tô lên một đao nãng chết trong nháy mắt, kim ly bách túc vương cơ thể bỗng nhiên rút vào một chỗ. Cũng dẫn đến trên người nước mù bị quăng chảy ra đến trên thân. Tô lên nhíu mày, không có sử dụng bước nhảy không gian rời đi. Ngược lại là lui ra phía sau 2 bước, đưa tay ra cánh tay để cho nước mù dài lên một chút ở phía trên. Xuy xuy xuy, những thứ này nước mù dính vào màu đen cơ thể, lập tức phát ra tiếng vang đồng thời bốc lên một cỗ khói trắng. Cảm nhận được cánh tay truyền đến hơi hơi kim châm cảm giác khó chịu. Tô lên ngược lại không có cảm thấy đau, chỉ là có một loại cảm giác không thoải mái thôi. Xem ra đây là gì nước mù cũng bất quá như thế. Tô lên liền với lớp ngoài thật mỏng chất lỏng màu đen cùng một chỗ vứt bỏ nước mù. Quay người lại nhìn về phía còn tại giao chiến 2 cái S cấp yêu thú. Đây chính là 2.000 vạn cộng sinh điểm. Hắn bây giờ coi như không truy cầu 2 lần cộng sinh điểm ban thưởng, để cửu giai cánh cửa cũng muốn 2 ức cộng sinh điểm. Loại này S cấp yêu thú chớ lãng phí. Giết 20 cái cũng đủ đếm số. Nghĩ tới đây, tô lên lần nữa ẩn vào hắc ám, hướng tới 2 cái đánh nhau S cấp yêu thú tới gần. Chương 187 đánh lén bị phát hiện. Ngọc Lưu Á Nhân còn đang cùng Hắc Uyên Quỷ Phượng chiến đấu cùng một chỗ. Hắn cũng không thể để cho Quỷ Phượng bay lên trời. Nếu là bay đi lên, hắn quyền chủ động cũng sẽ không có. Bạch Trạch đại nhân thế nhưng là nói muốn giết chết bọn chúng. Nếu là thả đi một cái, hắn tin tưởng Bạch Trạch nhất định sẽ bắt hắn đền mạng. Cho nên Ngọc Lưu Á Nhân 10 phần ra sức, bởi vì cái này không chỉ có là Hắc Uyên Quỷ Phượng sinh tử chiến đấu. Đồng thời cũng là hắn Ngọc Lưu Á Nhân. Hai bọn chúng chỉ có thể có một cái sống sót. Tại đấu thời điểm, Ngọc Lưu Á Nhân cảm ứng được kim cách bách túc vương bên kia nước mù sinh sôi ngừng lại. Đồng thời cũng nghe đến bên kia truyền đến động tĩnh. Bất qua nó cũng không có phân tâm đi chú ý. Cái kia kim cách bách túc vương tử vong đã là mệnh chung chú định. Chỉ bất quá chết tốc độ tựa hồ so với mình dự tính nhanh một chút. Nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Nó thời khắc này lực chú ý toàn bộ đặt ở trước mặt Hắc Uyên Quỷ Phượng bên trên. Hắc Uyên Quỷ Phượng miệng lớn thở phì phò, phòng bị nhìn xem trước mặt Ngọc Lưu Á Nhân. Rõ ràng Ngọc Lưu Á Nhân còn không có nó một lớn, nhưng bây giờ phòng thủ lại là nó Hắc Uyên Quỷ Phượng. Đây là bởi vì dục hỏa trùng sinh sẽ để cho Quỷ Phượng thực lực giảm xuống một chút. Tăng thêm nước mù uy lực lại so trên người Hắc Viêm Long Vũ mạnh. Dẫn đến Hắc Uyên Quỷ Phượng mỗi lần trốn không thoát công kích đều nhất định muốn dùng càng nhiều Long Vũ triệt tiêu. Kết quả như thế run run xuống. Trên người nó lông vũ thưa thớt không thiếu, mà Ngọc Lưu Á Nhân bởi vì tốc độ di chuyển không bằng Quỷ Phượng. Tăng thêm nhất định phải hạn chế Quỷ Phượng bay lên. Trên người nước mù cũng giống là không cần tiền dùng. Chỉnh thể đến xem trên người nước mù cũng thiếu rất nhiều. Bất quá chỉnh thể đến xem, Ngọc Lưu Á Nhân tình huống muốn so Hắc Uyên Quỷ Phượng muốn tốt rất nhiều. Nếu như thế rông dài mà nói, Hắc Uyên Quỷ Phượng hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Đến nỗi cái kia có thể dục hỏa trùng sinh đặc tính, tại Ngọc Lưu Á Nhân trước mặt cũng không hiệu nghiệm. Chỉ cần cái kia quỷ độc vô cùng nước mù bao trùm ở toàn thân nó, chặt đứt nó cùng linh khí liên hệ, vậy nó coi như thật chết. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Hạc Uyên Quỷ Phượng trong lòng quyết tâm, không bỏ được hài tử không bắt được lang, không nỡ tu vi sống không được mệnh. Nó nhất định phải tự đoạn tu vi vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Chỉ cần bay lên không trung, vậy thì còn có sống sót cơ hội. Lệ, Hắc Uyên Quỷ Phượng ngửa mặt lên trời nổi giận kêu. Trên người Hắc Viêm Long Vũ nhao nhao giấy lên hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm đem nó đốt thành một cái quỷ dị đen như mực hỏa cầu. Không biết, còn tưởng rằng nó lại muốn dục hỏa trùng sinh một dạng. A, muốn chạy trốn, không có khả năng. Ngọc Lưu Á Nhân lại là không có bị lừa gạt đến. Nó đã sớm nghĩ đến Hắc Uyên Quỷ Phượng nhất chắc chắn được ăn cả ngã về không đào mệnh. Vì thế hắn cũng không cùng Quỷ Phượng khách khí. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, trên người nước mù bỗng nhiên căng phồng lên tới. Những thứ này nước mù bắn nhanh đến bầu trời 20 mét chỗ.
Sau đó Dũng Ô chọc sóng biển hướng Hắc Uyên Quỷ Phượng cuồn cuộn cuốn tới. Giống như sóng biển đập vào tại trên đá ngầm một dạng. Những thứ này nước mù tưới vào cái này đoàn ngọn lửa màu đen bên trên. Bốc hơi lên số lớn màu đen nồng vụ. Những thứ này màu đen nồng vụ hỗn hợp nước mù độc tính cùng hắc viêm quỷ dị. Bay tới phụ cận từ dưới đất, lập tức để cho mảnh đất này trên mặt tất cả thực vật khô héo tử vong. So mãnh liệt nhất độc dược đều phải kinh khủng vạn lần. Nước mù hóa thành sóng biển một chút lại một lần đập tại ngọn lửa màu đen trên đá ngầm. Căn bản vốn không cho bên trong quỷ phượng cơ hội đào thoát. Hỏa diễm bên trong hắc uyên quỷ phượng đau khổ chống đỡ lấy. Nó vốn là muốn nổ tung trên người Lông Vũ tạo thành một đạo ngọn lửa mãnh liệt. Tiếp đó sẽ ở cái này đoàn ngọn lửa dưới sự che chở bay lên không trung. Nơi nào nghĩ đến, cái kia Ngọc Lưu Á Nhân trực tiếp khám phá ý đồ của nó. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Đây chính là có hoàn chỉnh trí khôn yêu thú cùng mới sinh linh trí yêu thú khác nhau. Thực lực mặc dù không sai biệt lắm, nhưng trình độ uy hiếp nhưng căn bản không phải một cái cấp bậc. Hai người đau khổ giữ vững được 5 phút, Hắc Uyên Quỷ Phượng ngọn lửa trên người chỉ còn lại thiếp thân thật mỏng một tầng. Trên người Lông Vũ cũng cơ hồ cháy hết, rất giống bị rút lông gà. Đối diện Ngọc Lưu Á Nhân cũng không dễ chịu, trên người nước mù cơ hồ dùng hết, cả người hình thể đều gầy đi trông thấy. Nguyên bản bị nước mù kết tinh bao trùm thân thể cũng bạo lộ ra. Có thể thấy rõ ràng cái kia tàn phá thối giữa thi thể. Ha ha ha, không cách nào đúng không, Quỷ Phượng. Ngươi vẫn là quá yếu. Ngọc Lưu Á Nhân thở hổn hển cười nói. Như thế dãy dụa thì có ích lợi gì. Còn không bằng nằm ngửa chết thoải mái một chút không tốt hơn. Lệ, Hắc Uyên Quỷ Phượng cũng không khí lực gì. Tiếng kêu đều có vẻ hơi trung khí không đủ. Theo trên thân cuối cùng một đám hỏa diễm không cam lòng dập tắt. Hắc Uyên Quỷ Phượng trên thân không còn một điểm linh khí. Nàng không có cách nào chủ động thi triển dục hỏa trùng sinh kỹ năng. Chỉ có thể thông qua bị giết chết mới có thể khôi phục tới. Nhưng, Ngọc Lưu Á Nhân cho nó cơ hội này sao? Hắc Uyên Quỷ Phượng nhất ánh mắt bên trong bắt đầu tràn ngập tuyệt vọng. Không tự chủ được gục đầu xuống tới. Nó phải chết ở chỗ này. Ngọc Lưu Á Nhân gian khổ đứng dậy, một chút đến gần Hắc Uyên Quỷ Phượng. Không giống với hết đạn cạn lương Quỷ Phượng, trên người nó còn có nước mủ chưa bao giờ dùng qua, thể nội còn có khí lực trèo chống nó hành động. Đi đến hình thể so với mình còn muốn lớn hơn rất nhiều Quỷ Phượng trước mặt. Ngọc Lưu Á Nhân khẽ cười lạnh, trên thân còn sót lại nước mù vọt tới trong lòng bàn tay, nó giơ cánh tay lên liền muốn nhấn tại Quỷ Phượng đầu phía trước. Chỉ cần những thứ này nước mù bao trùm ở Quỷ Phượng toàn thân, chặt đứt nó cùng linh khí cảm ứng. Tiếp lấy lại đem thân thể của nó xem như chất dinh dưỡng sinh sôi ra càng nhiều nước mù hấp thu trở về. Vậy hắn liền có thể khôi phục 5 thành thực lực. Sau đó lại đi đem kim cách bách túc vương nước mù thu về. Đến lúc đó thực lực coi như không đạt được đỉnh phong, cũng có thể khôi phục cái 9 tầng tả hữu. Dạng này, hắn coi như tự mình trở về cũng không cần sợ tối thành bình nguyên những địa phương khác yêu thú có ý đồ với nó. Bất quá tay của nó đang muốn nhấn tại Hắc Uyên Quỷ Phượng trên đầu lúc. Đột nhiên trông thấy Quỷ Phượng xem nó con mắt di động một chút, nhìn về phía sau của nó. Tựa như phía sau hắn có người một dạng. Hừ, loại này mánh khóe cũng nghĩ lừa nó. Ngọc Lưu Á Nhân khinh thường thầm nghĩ. Tốc độ trên tay trở nên nhanh hơn chút. Nhưng vào lúc này, nó bên tai đột nhiên vang lên bạch trạch âm thanh. Phía sau người có người, cẩn thận. Ngọc Lưu Á Nhân ánh mắt co rụt lại. Nếu như nói là Hắc Uyên Quỷ Phượng nói nó sau lưng có người, nó là tuyệt đối không tin. Nhưng bây giờ lại là bạch trạch đại nhân tự mình cho nó nhắc nhở. Nó không thể không tin. Nắm một bãi nước mù bàn tay không chút do dự lui về phía sau vung đi. Tính toán đem người đứng phía sau tránh đi. Nhưng tay vung đến một nửa lại bị đồ vật ngăn lại. Phía sau vang lên một tiếng nghi hoặc. A, cư nhiên bị phát hiện. Ngọc Lưu Á Nhân quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy tay của mình bị một cái màu đen kìm sắt kềm ở. Kìm sắt đi lên nhưng là một đạo toàn thân đen như mực hình người. Này hình người bộ dáng 10 phần kinh khủng. Một tấm nứt đến bên tai to lớn miệng rộng, bên trong tràn đầy răng nanh sắc bén. Tại những này răng nanh ở giữa, một cây đầu lưỡi đỏ thắm lắc lư trên không trung. Treo lên một đôi màu bạc trắng tam giác tà nhãn. Nếu là tại màu đen bên trong thình lình bộ dáng này. Đoán chừng nước tiểu đều có thể dọa đi ra. Ngọc Lưu Á Nhân nhìn xem cái này màu đen hình người sửng sốt một chút. Bộ dáng này, là yêu thú.
mà màu đen hình người chính xác nhìn về phía Ngọc Lưu Á Nhân lỗ tai bên cạnh. Vậy có một đôi nhãn cầu màu xanh lam nhạt, không có mí mắt côn trùng. Hình chiếu trùng, chương 188 nói chuyện cho ta tôn trọng một chút, nàng là người của ta. Tô Lên không nghĩ tới, hắn rõ ràng một điểm khí tức đều không lộ ra ngoài tới gần đến Ngọc Lưu Á Nhân sau lưng. Ngoại trừ đối mặt hắn Hắc Uyên Quỷ Phượng nhìn thấy hắn. Ngọc Lưu Á Nhân hẳn là không chú ý tới hắn mới đúng. Kết quả hắn giống như có người chỉ điểm một dạng, cơ thể đều không quay người lại liền huy động cánh tay tới sau lưng hắn vung. Không biết còn tưởng rằng đây là Ngọc Lưu Á Nhân cố ý dạng này, chờ lấy Tô Lên tới cửa đâu. Bất quá khi Tô Lên nhìn thấy Ngọc Lưu Á Nhân bên tai bên trên hình chiếu trùng chúa, hắn cũng liền bình thường trở lại. Thì ra Bạch Trạch mật báo. Trong nháy mắt này, Tô Lên trong nháy mắt minh bạch. Cái này Bạch Trạch chắc chắn ở phụ cận đây bố trí hình chiếu trùng, lấy người thứ ba phương thức quan sát trận chiến đấu này. Khi Tô Lên từ trong bóng tối lúc đi ra liền lập tức nhắc nhở Ngọc Lưu Á Nhân. Gặp Bạch Trạch đã phát hiện chính mình, Tô Lên không có khinh thường, một phát bắt được Ngọc Lưu Á Nhân trực tiếp kéo vào trong Quảng Hàn Cung. Tính cả trên lỗ tai hình chiếu trùng cũng không buông tha. Bạch Trạch đang thông qua chiến trường một chỗ hình chiếu trùng nhìn xem một màn này. Đây là Ngọc Lưu Á Nhân tại thời điểm chiến đấu. Bạch Trạch điều khiển trong đó một đầu hình chiếu trùng, từ Ngọc Lưu Á Nhân trên thân phụ trách cất giữ hình chiếu trùng trong thùng bò ra. Vô thành vô tức leo đến một cái an toàn xó xỉnh quan sát trận này sinh tử chiến đấu. Mặc kệ là Kim Cách Trăm Chân Vương, Hắc Uyên Quỷ Phượng, vẫn là Ngọc Lưu Á Nhân. Bạch Trạch cũng đã không tín nhiệm nữa, cho nên nó quyết định tự mình kiểm tra, xem cái này Ngọc Lưu Á Nhân còn có thể hay không dùng. Nếu là không thể dùng, hắn vừa vặn liền Ngọc Lưu Á Nhân cùng một chỗ giết. Bất quá nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện Ngọc Lưu Á Nhân vì giết chết khác hai cái yêu thú vẫn rất ra sức. Bạch Trạch thấy cảnh này thỏa mãn gật gật đầu. Xem ra con cờ này cũng không phải hoàn toàn không cần. Chỉ là không chờ hắn nhìn bao lâu, bỗng nhiên cảm giác trên chiến trường tựa hồ còn có những người khác tại. Chỉ là Bạch Trạch thông qua hình chiếu trùng cũng không có cảm ứng được có khác linh khí ba động tồn tại. Hơn nữa trong bóng đêm, Bạch Trạch cũng nhìn không rõ. Một trận hoài nghi có phải hay không chính mình quá nhạy cảm. Mãi cho đến Tô Lên dừng lại di động, chủ động từ trong bóng tối xuất hiện tại Ngọc Lưu Á Nhân sau lưng. Bạch Trạch lúc này mới thấy rõ bóng người này là ai. Venom, lại là Venom, hắn không phải Lưu Quang Thị sao? Làm sao chạy đến phương Bắc phòng tuyến tới? Bạch Trạch nhìn thấy bộ dáng Venom, bỗng nhiên từ chính mình trên ngai vàng đứng lên. Kinh ngạc nhìn hình chiếu trùng truyền đến cảnh tượng, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Bạch Trạch nhanh chóng khống chế một cái khác hình chiếu trùng leo đi ra nhắc nhở Ngọc Lưu Á Nhân. Kết quả không nghĩ tới, nhắc nhở xong sau, Venom thế mà mang theo Ngọc Lưu Á Nhân hư không tiêu thất. Năng lực không gian, Bạch Trạch lông mày nhíu một cái, nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Venom cùng Ngọc Lưu Á Nhân. Trong đầu theo bản năng hồi tưởng lại một cái mọc ra tai thỏ nữ hài bộ dáng. Huyết thỏ, không chờ hắn nghĩ lại, trong hình cái kia linh khí hầu như không còn, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết Hắc Uyên Quỷ Phượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Bạch Trạch chỉ có thể từ biến mất một tích tắc kia nhìn thấy có một cái mơ hồ thân ảnh kiều tiểu xuất hiện lại lập tức tiêu thất. Huyết thỏ, là ngươi sao? Bạch Trạch lẩm bẩm nói. Bởi vì bị kéo đến không gian khác đi, Bạch Trạch cũng không biện pháp sẽ liên lạc lại đến Ngọc Lưu Á Nhân trên người hình chiếu trùng. Bất quá hắn cũng không dự định sẽ liên lạc lại. Quay người cửa đối diện miệng người hầu hô một tiếng. Các ngươi, đi Mai Sơn thỉnh nhị lang thần yêu đế tới. Liền nói Bạch Trạch có việc muốn mời hắn tự mình tới một lần. Là, phía ngoài người hầu lên tiếng liền rời đi. Bạch Trạch khống chế trước người hình chiếu trùng một mực chiếu lại vừa rồi Venom xuất hiện một màn kia. Cùng với Hắc Uyên Quỷ Phượng biến mất một màn kia. Nhìn xem Venom xuất hiện một màn kia, Bạch Trạch hơi nhíu lên lông mày, tự nhủ. Xem ra ngươi ở cái thế giới này cũng tiến hóa cũng trở nên mạnh mẽ. Lần trước nhìn thấy Venom thời điểm vẫn là cùng Trúc Dung yêu đế A cấp phân thân đối kháng. Bây giờ nhưng là đánh lén một cái S cấp Ngọc Lưu Á Nhân dễ dàng. Người tốt nhất cầu nguyện đừng để ta đụng tới ngươi, ngươi những cái kia khuyết điểm, quá chí mạng. Bạch Trạch trong lòng cười lạnh một tiếng, không còn quan tâm hắn, ngược lại không ngừng tái diễn Hắc Uyên Quỷ Phượng tiêu thất cái kia không đến nửa giây hình ảnh. Đáng tiếc một màn này động tác quá nhanh. Bạch Trạch chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một nữ tính hình thể.
nhưng đến cùng phải hay không huyết thỏ, hắn cũng không xác định. Bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, huyết thỏ mở cổng không gian cũng không có nhanh chóng như vậy. Chẳng lẽ huyết thỏ tại lần trước nhị lang thần cùng hạo thiên khuyển xâm lấn trong sự kiện lấy được tiến hóa? Bạch Trạch trong đầu không ngừng thoáng qua đủ loại ý niệm. Cùng lúc đó, Quảng Hàn cung trong thế giới, Tô Lên bắt được Ngọc Lưu Á Nhân đầu. Một tay quét rớt trên người hắn cái kia chuyên môn dùng để trang hình chiếu trùng dụng cụ cùng với cái kia có thể phát ra kỳ lạ âm thanh bổng tử. Ngọc Lưu Á Nhân ánh mắt mang theo sợ hãi, ngươi là ai? Ta đại nhân thế nhưng là SSS cấp yêu đế, danh xưng biết được vạn vật Bạch Trạch đại nhân. Ngươi tốt nhất thả ta, nhưng Bạch Trạch đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù nói uy hiếp, nhưng trong giọng nói run rẩy lại là bán rẻ hắn nội tâm thời khắc này. A, Tô Lên nhàn nhạt cười cười, Bạch Trạch, người quen cũ. Một bên khác, huyết thỏ đem không có chút nào phản kháng Hắc Uyên Quỷ Phượng lôi vào sau, hướng về Tô hỏi về đạo. Về nom, ta đem nó cũng bắt vào tới, kế tiếp cùng làm như thế nào? Không sao, người đi về trước đi. Huyết thỏ gật gật đầu, được rồi, có khi còn gọi ta a, ta tùy thời đều tại. Tô Lên còn chưa kịp phản ứng, ngọc trong tay Lưu Á Nhân nhìn về phía huyết thỏ lại là cả kinh nói. Ngươi là huyết thỏ yêu đế. 200 năm trước trốn tránh cái kia yêu đế sỉ nhục. Tô Lên nhíu mày, giơ tay lên đùng đùng hai bàn tay đập tới đi. Cái này hai bàn tay Tô Lên phiến cực nặng, mà Ngọc Lưu Á Nhân cơ thể vốn là hư thối tàn phá thi thể. Bị cái này hai thanh quạt sau đó, cơ thể càng thêm rách nát, nhất là chỗ cổ, thậm chí có thể nhìn đến mục nát dưới làn da cái kia xám trắng xương sống lưng. Tô mở mắt đạp một cái gì yêu đế không yêu đế, nàng bây giờ là tang người. Ngươi cho ta tôn trọng một chút, gọi huyết thỏ tới, Tô Lên đem cái kia chứa hình chiếu trùng dụng cụ cùng bổng tử giao cho nàng. Huyết thỏ, đem những thứ này đưa cho Long Thần phân tích một chút. Hảo, huyết thỏ tiếp nhận hai thứ đồ này. Nàng cũng không có bởi vì vừa rồi Ngọc Lưu Á Nhân hai câu kia sinh ra cái gì cảm giác không thoải mái. Tương phản, Tô Lên cái kia hai câu bá khí lời nói lại là để cho huyết thỏ trong lòng ngọt mịch mịch. Trên mặt dâng lên nhàn nhạt phấn hồng, có chút thẹn thùng rời đi. Bất quá trước khi rời đi, Tô Lên để cho nàng đem Hắc Uyên Quỷ Phượng linh khí chung quanh đều biết trống rỗng. Dù sao Hắc Uyên Quỷ Phượng chỉ cần còn có thể tiếp xúc linh khí, liền có thể lần nữa phục sinh. Mà huyết thỏ là thế giới này tạo vật chủ, muốn cho linh khí tránh đi một nơi nào đó tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nắm lấy Ngọc Lưu Á Nhân đầu, Tô đứng lên đến Hắc Uyên Quỷ Phượng trước mặt. Bây giờ Hắc Uyên Quỷ Phượng bởi vì xung quanh linh khí đều bị thanh không. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Nhưng thể nội không có chút nào linh khí, nó chỉ có thể nhìn Tô Lên từng bước một đi tới. Muốn chạy trốn đều không biện pháp trốn. Biết nói chuyện sao? Tô Lên nhìn xuống trên mặt đất Hắc Uyên Quỷ Phượng, nhàn nhạt hỏi. Lệ, xem ra sẽ không. Tô Lên khẽ lắc đầu. Một cước đạp xuống, bành, Hắc Uyên Quỷ Phượng đầu bị Tô Lên một cước giẫm đến nát nhừ. Đinh, đánh giết S cấp yêu thú, thu được 1000 vạn cộng sinh điểm. Chương 189 Thái Bạch Kim Tinh cùng Bạch Trạch. Âm thanh của hệ thống lúc nào cũng vui thích, nhất là tại đánh chết yêu thú càng ngày càng cao cấp sau đó. Cái kia khổng lồ con số lúc nào cũng để cho lòng người thoải mái. Ngọc Lưu Á Nhân nhìn xem Tô Lên không chút lưu tình giẫm bạo Hắc Uyên Quỷ Phượng đầu. Toàn thân bởi vì sợ hãi khẽ run, khi thấy Tô Lên quay đầu nhìn về phía nó, cơ thể càng là giống như run rẩy lay động. Biết nói chuyện sao? Tô Lên híp mắt hỏi. Sẽ, ta sẽ, biết nói chuyện. Ngọc Lưu Á Nhân vội vàng hô lớn. Cầu ngươi, chỉ có đừng giết ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ngọc Lưu Á Nhân thần sắc sợ hãi, nếu không phải mình còn bị Tô Lên nắm lấy đầu. Nó đều có thể trực tiếp quỳ xuống, ôm Tô Lên đùi cầu xin tha thứ. Vẫn rất phối hợp đi. Tô Lên hài lòng gật đầu. Ngọc Lưu Á Nhân khẩn trương cười làm lành. Có thể không phối hợp sao? Người cái này không nói hai lời liền giết người hành vi. Á Lưu Á Nhân sợ mình nếu là ngạnh khí một chút đều có thể bị hắn thuận tay giết chết. Chủ nhân của mình Bạch Trạch tất nhiên không có cách nào để cho người này sinh ra uy hiếp. Vậy hắn muốn sống sót, cũng chỉ có thể đi nương nhờ cái này đen như mực quái vật. Nhìn thấy huyết thỏ đều có thể ở bên cạnh hắn sống sót. Ngọc Lưu Á Nhân cảm thấy, trước mắt cái này toàn thân đen như mực gia hỏa có thể đối với yêu thú cũng không phải như vậy phản cảm. Như vậy chỉ cần đi nương nhờ gia hỏa này, nó cũng có thể còn sống cũng khó nói.
Dù sao thực lực của nó thế nhưng là S cấp đỉnh phong, sức chiến đấu so cái kia huyết thỏ còn cao hơn. Tô Lên buông ra nắm lấy nó đầu tay, nheo mắt lại nói. Đi, tất nhiên như vậy nghe lời, vậy kế tiếp, ta hỏi, người đáp, biết sao? Ngọc Lưu Á Nhân lập tức gật gật đầu, tính danh, niên linh, giới tính, từ đâu tới, đi nơi nào, nhà ở nơi nào, Ngọc Lưu Á Nhân, a cái gì a? Cha hỏi ngươi đâu, Tô Lên lại một cái tát đập tới đi, Ngọc Lưu Á Nhân bị cái này thế đại lực trầm bàn tay đập ngã địa. Đột nhiên nơi cổ mục nát ra thịt đều muốn bị phiến đoạn mất. Ngọc Lưu Á Nhân che lấy đầu của mình, gương mặt bất lực. Bình thường tới nói không nên là hỏi hắn làm gì, bên trên là ai, có mục đích gì sao? Hỏi cái này chút làm gì? Coi như hỏi, hắn cũng trả lời không lên đây a. Những vật này tại nó biến thành yêu thú thời điểm đã sớm quên. Nhìn thấy Ngọc Lưu Á Nhân cái kia thảm hề hề bộ dáng, thể nội Lãnh Vô Yên nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Sách, xem ra Quang biết nói chuyện, đầu óc cũng không có gì đặc biệt. Tô Lên ghét bỏ nói, tính toán, liền không làm khó dễ ngươi cái kia héo rút não nhân. Hỏi điểm đơn giản tốt, các ngươi tại Bách Lương Sơn làm gì? Ngọc Lưu Á Nhân nuốt một ngụm nước bọt, đem tình huống toàn bộ nói ra. Thì ra, Bách Lương Sơn cũng không phải Bạch Trạch bồi dưỡng hình chiếu trùng mục đích thực sự địa. Chân chính hình chiếu trùng bồi dưỡng xào huyệt là tại Hắc Thành Bình Nguyên một góc nào đó. Cái này Bách Lương Sơn trên thực tế là một cái tương đương với lô cốt đầu cầu tồn tại. Phương Bắc phòng tuyến nguyên bản cũng không phải Bạch Trạch địa bàn. Bạch Trạch mục tiêu chủ yếu kỳ thực là nhân loại Vô Ý Thành. Phương Bắc phòng tuyến đã từng là Thái Bạch Kim Tinh yêu đế phụ trách. Nhưng là bởi vì hơn 100 năm trước một chút nguyên nhân, Thái Bạch Kim Tinh tại một lần nào đó Ngọc Đế nhiệm vụ bên trong thi hành thất bại. Bởi vậy đã mất đi Ngọc Đế tín nhiệm, và tăng thêm lúc đó Thái Bạch Kim Tinh bị thương thật nặng. Cho nên Ngọc Đế liền để Bạch Trạch tiếp quản phương Bắc phòng tuyến. Bất quá bởi vì Bạch Trạch nghề chính vẫn là tại Vô Ý Thành bên kia, bởi vậy Bạch Trạch tại phương Bắc phòng tuyến bên này cũng chỉ là treo một tên tuổi mà thôi. Thực tế người cầm quyền vẫn là Thái Bạch Kim Tinh, nhưng Thái Bạch Kim Tinh đối với cái này không phục lắm. Bình thường một mực lá mặt lá trái. Đối với cái này, Bạch Trạch cũng là biết đến. Trăm năm qua này thời gian cũng không có nói thứ gì. Chỉ là tại Hắc Thành Bình Nguyên cái nào đó không người biết trong góc yên lặng bồi dưỡng lấy khổng lồ hình chiếu bầy trùng. Mãi cho đến gần nhất, Bạch Trạch tại Vô Ý Thành nhiệm vụ bên kia sau khi hoàn thành. Tiện tay xử lý phương Bắc phòng tuyến bên này sự tình. Bạch Trạch cũng không có vận dụng liên quan tới Thái Bạch Kim Tinh bất kỳ thế lực nào. Mà là quyết định đích thân động thủ. Bước đầu tiên chính là đem một bộ phận hình chiếu trùng thả vào trong Bách Lương Sơn. Đem Bách Lương Sơn xem như thẩm thấu phương Bắc phòng tuyến lô cốt đầu cầu kiêm trạm trung chuyển. Đồng thời an bài ba người bọn hắn S cấp yêu thú tỏa chấn. Kết quả nơi nào nghĩ đến. Cái này Bách Lương Sơn tới vẫn chưa tới nửa tháng. Đột nhiên liền có một đội nhân loại không hiểu thấu xâm nhập. Rõ ràng phía trước cái này Bách Lương Sơn hơn 100 năm qua cũng không có nhân loại đi qua. Mà bọn hắn lại tốt có khéo hay không đem những nhân loại này thả trở về. Dẫn đến cái này Bách Lương Sơn trực tiếp bại lộ tại nhân loại trong tầm mắt. Vì thế, Bạch Trạch chỉ có thể một lần nữa lui về Hắc Thành Bình Nguyên, sau đó lại tính toán sau. Tô Lên yên lặng nghe Ngọc Lưu Á Nhân kể rõ đây hết thảy. Trong lòng suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, Thái Bạch Kim Tinh cùng Bạch Trạch ở giữa có ân oán. Cái này Bách Lương Sơn rất có thể chính là Thái Bạch Kim Tinh xuống ngáng chân làm cho nhân loại phát hiện. Mặc kệ là cái kia đội thứ nhất nhân loại không hiểu thấu tiến vào cái này Bách Lương Sơn. Vẫn là ba đầu S cấp yêu thú đều không lưu lại cái kia một đội người. Hết thảy đều là cái này Thái Bạch Kim Tinh thủ bút. Đó có phải hay không nói, quân võ thành bên trong hỗn loạn cũng là Thái Bạch Kim Tinh làm. Dù sao dựa theo Ngọc Lưu Á Nhân thuyết pháp, Thái Bạch Kim Tinh trường cư phương Bắc, đối với quân võ thành nên tính là rõ như lòng bàn tay. Đối với yêu thú cái kia gần như vô hạn tuổi thọ tới nói. Dùng mấy trăm năm sắp xếp thời gian thẩm thấu càng là dễ như trở bàn tay. Tô Lên hơi hơi hất đầu, sắp xếp ý nghĩ một chút. Bây giờ trọng yếu nhất là đem lập tức làm xong việc. Hắn nhìn về phía trước mặt Ngọc Lưu Á Nhân, trầm ngâm một chút hỏi. Nếu như Bạch Trạch biết ngươi bị bắt lại sau, hắn nhất biết làm chuyện gì? Ta không biết a. Ngọc Lưu Á Nhân sửng sốt một chút trả lời. Bạch Trạch đại nhân tâm tư nhảy vọt nhưng kín đáo,
căn bản không phải chúng ta những thứ này chân chạy có thể biết được. Làm một thuộc hạ, một điểm phỏng đoán cấp trên nhãn lực độc đáo cũng không có. Khó trách ngươi chỉ xứng làm chân chạy. Tô Liên bị Ngọc Lưu Á Nhân cái này thoải mái thừa nhận mình ngu xuẩn ngã ngửa thái độ phát cáu. Giơ tay lên liền muốn tát qua một cái. Ngọc Lưu Á Nhân nhìn thấy Tô Liên đưa tay, theo bản năng rụt lại. Nó là triệt để bị Tô Liên đánh sợ. Được rồi, Tô Liên quyết định thay cái vấn pháp. Bạch Trạch gọi các ngươi trở về, là vì co vào thực lực không bại lộ tự thân tồn tại. Vì chờ đợi một lần nữa khuếch trương. Hẳn là dạng này không tệ, dù sao Bạch Trạch đại nhân trước mặt nhiệm vụ chủ yếu tại phương Bắc phòng tuyến bên này. Ngọc Lưu Á Nhân gật đầu nói, cũng chính là ngươi cũng muốn trở lại Hắc Thành Bình Nguyên bên kia. Tô Liên trầm ngâm, đột nhiên nhìn về phía nó, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cho nên, người biết Hắc Thành bên trong vùng Bình Nguyên hình chiếu trùng xào huyệt vị đưa. Ngọc Lưu Á Nhân bị nhìn thấy toàn thân run lên, nhanh chóng gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng ta vào không được, hình chiếu trùng xào huyệt là tại một chỗ dưới mặt đất giữa đất trống. Bên ngoài bị đủ loại hình ảnh quỷ dị che chở lấy, không có hình chiếu trùng mang theo, căn bản vào không được. Tô Liên cười cười, nói cái gì quỷ dị hình ảnh, không phải liền là cực kỳ rất thật 3D thành ảnh kỹ thuật sao. Thứ này, có thể ngăn không được hắn. Tô Liên đột nhiên bắt được Ngọc Lưu Á Nhân đầu. Vèo một cái biến mất ở trong Quảng Hàn Cung. Hắn biết Bạch Trạch bước kế tiếp phải làm gì. Chương 190 mở não động là yên vui nhất chết kiểu này. Tô Liên cùng Ngọc Lưu Á Nhân xuất hiện tại vị trí cũ. Nhưng chỉ xuất hiện một cái chớp mắt liền lần nữa biến mất không thấy. Tô Liên nắm lấy Ngọc Lưu Á Nhân không ngừng tiến hành bước nhảy không gian. Đồng thời còn tiện tay bên trên Ngọc Lưu Á Nhân nói. Mang ta đi tìm Hắc Thành bên trong vùng Bình Nguyên hình chiếu trùng xào. Bạch Trạch tên kia, hẳn là muốn đánh tính toán thay đổi vị trí xào huyệt. Ngọc Lưu Á Nhân kinh ngạc nói, Bạch Trạch đại nhân muốn thay đổi vị trí xào huyệt. Làm sao ngươi biết, bớt nói nhảm, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề, mang ta đi liền xong việc. Thời gian khác ngậm miệng, Tô Liên lạnh lùng nói một câu, cảm giác gia hỏa này tựa hồ đối với định vị của mình không phải rất rõ ràng. Nắm lấy đầu bàn tay hơi hơi dùng sức, Ngọc Lưu Á Nhân bị trên đầu cự lực bóp tiếng kêu rên liên hồi. Một đôi mắt thiếu chút nữa thì muốn bị đè ép đi ra. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta cái này gọi là dẫn ngươi đi. Hừ, Tô Liên lạnh rên một tiếng, lúc này mới buông ra một điểm. Ngọc Lưu Á Nhân trong lòng bị sợ hãi lấp đầy. Không biết huyết thỏ là thế nào tại gia hỏa này bên cạnh chờ đợi. Cái này động một chút lại muốn giết người tính cách. Ngọc Lưu Á Nhân cảm giác như thế nào cùng chờ tại Bạch Trạch bên cạnh không sai biệt lắm. Một bên khác, Ngọc Lưu Á Nhân cùng Hắc Uyên Quỷ Phượng địa phương chiến đấu. Một chỗ hình chiếu trùng vẫn không có rời đi, chăm chú nhìn phiến chiến trường này. Hình chiếu trùng chúa mặt Bạch Trạch tại Tô Liên đem Ngọc Lưu Á Nhân bắt được Quảng Hàn Cung sau liền trước tiên an bài Hắc Thành Bình Nguyên hình chiếu trùng xào thay đổi vị trí. Bạch Trạch mặc dù không biết Tô Liên mục đích là cái gì. Nhưng hắn biết Ngọc Lưu Á Nhân nhất định sẽ cái gì đều chiêu. Vạn nhất Tô đứng lên một tay tìm hiểu nguồn gốc, hắn tại cái này khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm trùng xào nhưng là tao ương. Bởi vậy Bạch Trạch một bên giám thị lấy chiến trường, một bên an bài trùng xào rời đi. Chỉ là, Tô lên từ Ngọc Lưu Á Nhân trong miệng moi ra trùng xào thời gian cũng không có tác dụng quá lâu thời gian. Không đến 10 phút, Tô lên liền dẫn Ngọc Lưu Á Nhân lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa hướng về Hắc Thành Bình Nguyên phóng đi. Bởi vì góc nhìn nguyên nhân, Bạch Trạch cũng không có nhìn thấy Tô Liên cái kia kinh khủng không gian xê dịch cảnh tượng. Nhìn thấy Tô Liên xuất hiện một cái chớp mắt lại hướng về Hắc Thành Bình Nguyên phương hướng tiêu thất. Hắn mau để cho đen thành Bình Nguyên trùng xào động tác nhanh lên nữa. Đáng tiếc hắn mệnh lệnh này xuống hoàn 5 phút, liền cảm thấy Tô Liên đã xuất hiện tại hắn bố trí tại trùng xào ngoại vi phòng ngự trận địa bên trên. Như thế nào nhanh như vậy? Trong mắt Bạch Trạch kinh hãi, rõ ràng Ngọc Lưu Á Nhân địa phương chiến đấu cách Hắc Thành Bình Nguyên còn có khoảng cách hơn 100 km. Tăng thêm Hắc Thành Bình Nguyên cái kia địa hình phức tạp. Coi như Tô Liên vọt thẳng tới, trên đường chắc chắn cũng sẽ bị những yêu thú khác ngăn lại. Dựa theo Bạch Trạch dự đoán, Tô Liên ít nhất phải 2 giờ mới có thể tiếp cận ở đây. Mà 2 giờ, đầy đủ Bạch Trạch thay đổi vị trí trùng xào. Kết quả không nghĩ tới. Tô Liên lại chỉ muốn 5 phút đã đến. Bạch Trạch thật sâu cau mày, thông qua hình chiếu trùng nhìn xem phòng ngự trận địa ngoại vi Tô Liên. Bạch Trạch có một loại dự cảm,
Hắc Thành Bình Nguyên trùng xào, hắn rất có thể không thu về được. Hắn không biết, cái này 5 phút đối với Tô đứng lên nói vẫn là chậm. Lấy hắn dây tốc 10 km tốc độ, cái này Hắc Thành Bình Nguyên mười mấy giây đồng hồ đã đến. Bất quá bởi vì Hắc Thành Bình Nguyên địa hình phức tạp, cùng với bên trong vùng Bình Nguyên yêu thú ngăn cản. Hắn mới tốn thêm mấy phút thời gian mới đến. Cái này Hắc Thành Bình Nguyên kỳ thực chính là Hắc Ám Kỳ Nguyên phía trước một tòa cự đại thành thị di chỉ. Dù cho qua 500 nhiều năm, tòa này bị vứt bỏ thành thị vẫn như cũ còn có vài tòa nhà cao tầng đứng sừng sững lấy. Chỉ là có chút lớn hạ liền giống bị màu đen mực nước dội qua một dạng. Tường ngoài không có một chút khác màu sắc, không chỉ là cái kia vài tòa cao ốc, cả tòa thành phố tất cả đều là một mảnh đen nhánh. Tô Lên nhìn thấy ánh mắt đầu tiên còn tưởng rằng đây là Đế Hồn Sơn mạch đâu. Hắc Thành bên trong vùng Bình Nguyên tòa này Hắc Thành chiếm diện tích so Quân Võ Thành còn muốn lớn hơn 2 lần. Có thể tưởng tượng được tại linh khí khôi phục phía trước, tòa thành thị này có nhiều phồn hoa. Bất quá bây giờ ở đây đã trở thành đông đảo yêu thú nơi ở. Tô Lên không có lãng phí thời gian đi cảm khái, tại Ngọc Lưu Á Nhân chỉ đường xuống đến một mặt 5 tầng lầu nhỏ trước vách tường. Chính là chỗ này, Tô Lên nhíu mày hỏi. Ngọc Lưu Á Nhân gật gật đầu. Lần trước ta lúc đi ra, đây là một mảnh công viên tới. Bất quá ta lúc đó nhớ kỹ chung quanh tràng cảnh, cho nên đừng nhìn trước mặt là một tòa nhà, nhưng ta chắc chắn tòa nhà này là giả. Ngọc Lưu Á Nhân trịch địa hữu thanh đạo, trong lòng không khỏi có chút dương dương đắc ý. Hắn càng hữu dụng, cái kia Tô Lên lại càng sẽ không giết hắn. Tô Điểm gật đầu, đưa tay dán tiến mặt này tường. Quả nhiên như Ngọc Lưu Á Nhân nói tới, tòa nhà này căn bản chính là giả tạo, Tô Lên bàn tay trực tiếp xuyên qua. Tô Lên trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng rất là kinh ngạc. Từ bên ngoài nhìn, tòa nhà này không có sơ hở chút nào. Cùng thật sự không có gì khác nhau, nếu không phải là Ngọc Lưu Á Nhân dẫn hắn đến nơi đây. Hắn thật đúng là không chắc chắn có thể tìm ra được. Thật là cao cấp 3D hình chiếu kỹ thuật. Tô Lên trong lòng lời bình, nhìn về phía ngọc trong tay Lưu Á Nhân hỏi. Cái kia sau khi tiến vào bên trong sau đó lộ, ngươi sẽ đi sao? Ngọc Lưu Á Nhân còn ở bên cạnh đắc chí, nghe được Tô Lên lời nói sửng sốt một chút. Ách, đến bên trong toàn bộ đều là phong cảnh thay đổi, không có vật tham chiếu cho nên ta cũng không nhớ rõ. Đó chính là nói. Tô Lên nhéo mắt lại, ngươi không cần rồi. Ngọc Lưu Á Nhân sợ hãi cả kinh, không, ta còn hữu dụng, ta có thể giúp ngươi chiến đấu. Ta có thể giúp ngươi làm việc, ta còn hữu dụng, à đúng đúng đúng, ngươi chính xác còn hữu dụng. Tô Điểm gật đầu nói. Ngọc Lưu Á Nhân nghe được Tô Lên nói như vậy, sợ hãi nỗi lòng đang muốn an định lại. Lại nghe được trên đầu truyền đến một tiếng thanh âm kỳ quái. Phốc, sau đó hắn liền cũng không còn bất kỳ ý thức nào. Đinh, đánh giết S cấp yêu thú, thu được 1.000 vạn cộng sinh điểm. Tô Lên giống ném rác rưởi vứt bỏ Ngọc Lưu Á Nhân thi thể. Đem hắn đưa đến hình chiếu trùng xào ở đây sau, Ngọc Lưu Á Nhân duy nhất còn lại tác dụng chính là biến thành hắn cộng sinh điểm. Bất qua Tô Lên cũng không phải là như vậy bất cận nhân tình. Xem ở Ngọc Lưu Á Nhân vì hắn làm nhiều như vậy phân thượng. Tô Lên quyết định cho hắn một cái chết không đau thoải mái chết pháp. Cho nên hắn không chút do dự tại Ngọc Lưu Á Nhân trên trán mở ra một động. Để cho cỗ này vốn đã chết mất thi thể triệt để diệt vong. Giải quyết Ngọc Lưu Á Nhân sau đó, Tô Lên một bước xuyên qua nhà này hư ảo 5 tầng lầu nhỏ. Sau lầu mặt, nhưng là một đầu âm u thông đạo dưới lòng đất. Trên lối đi cách mỗi 5 mét sáng lên một chiếc máu đỏ nhắc nhở đèn. Những thứ này nhắc nhở đèn thỉnh thoảng sẽ diệt đi một hồi, tiếp đó lại đột ngột sáng lên. Giống như quái vật ánh mắt, thấy cảnh này, Lãnh Vô Yên nhịn không được dùng mình một cái. Venom, tại sao ta cảm giác ở đây có chút kinh khủng? Đừng sợ, đây đều là cái kia Bạch Trạch thủ đoạn, hắn cố ý tạo tràng cảnh này, vì chính là muốn dọa lùi chúng ta. Kỳ thực nơi này hết thảy đều là giả thôi. Không tin ngươi nhìn, Tô Lên vừa nói một bên đưa tay ấn về phía bên cạnh vách tường. Chẳng qua là khi Tô Lên thật sự đè vào thông đạo vách tường lúc. Tô Lên sừng sốt một chút, đây là sự thực, chương 191 đồng giảng cũng là người xuyên Việt nhưng có người cần ta. Tô Lên nhíu mày, án lấy vách tường 5 ngón tay bỗng nhiên trở nên sắc bén. Tô Lên nhẹ nhàng vồ một cái, thật sự ở trên tường lấy ra một cái ngũ chỉ chảo ấn. Tô Lên nhìn về phía trong tay cầm ra tới gạch đá.
lại nhìn về phía cái kia không có khôi phục vách tường. Tô Lên hơi hơi nhíu mày, có ý tứ. Venom, ngươi không phải nói đây đều là giả sao, như thế nào? Lãnh Vô Yên hơi nghi hoặc một chút, nhìn thấy Tô Lên thật sự từ trên tường móc ra đất đá sau đó, trong lòng bị câu dẫn đi ra ngoài sợ hãi tức thì bị phóng đại một chút. Những thứ này đã giả, nhưng cũng là thật sự. Tô Lên từ tốn nói. Có ý tứ gì? Lãnh Vô Yên biểu thị không rõ. Bạch Trạch gia hỏa này rất thông minh, hắn dùng cái này giả lập giống y chang kỹ năng đem đồ sợ hãi bao trùm tại vốn có trên kiến trúc. Tỷ như, ở đây kỳ thực thật là một đầu đường hành lang, nhưng Bạch Trạch lại dùng giả lập giống y chang đem ở đây đổi thành lờ mờ, chật hẹp hoàn cảnh. Phối hợp chợt ám chợt hiện ra, khiến người ta cảm thấy khó chịu màu đỏ chót ánh đèn. Đây hết thảy cũng là vì tạo sợ hãi, vì ảnh hưởng chúng ta thị giác thôi. Sâu trong núi lớn, Bạch Trạch thông qua trong góc hình chiếu trùng nhìn xem Tô Lên đứng tại một cái bằng đá trong đường ống nói dù gì. Trong mắt đã thưởng thức lại là cảnh giác, thật cơ trí Venom, thế mà mới vừa vào tới liền hiểu hắn bố trí ở chỗ này huyễn tượng lập ý. Nghe được Tô Lên nói đến ảnh hưởng thị giác, Bạch Trạch cười lạnh một tiếng. Đây là đem ta hình chiếu trùng năng lực xem như là lừa gạt tiểu hài sao. Đáng tiếc, Venom ngươi sai, ta huyễn tượng cũng không chỉ là mộng bức thị giác. Trong thông đạo dưới lòng đất, Tô Lên bình tĩnh lại tự tin ngữ khí cho Lãnh Vô Yên rất lớn lòng tin. Lãnh Vô Yên trong giọng nói không có sợ hãi, ngược lại có chút hăng hái thảo luận. Cho nên nói, những thứ này lập thể giống y chang nói trắng ra là chính là vì che đậy địch nhân thị giác, để cho người ta cảm thấy sợ. Không chỉ, Tô Lên lắc lắc đầu nói, đường đường SSS cấp thực lực yêu đế, làm sao có thể mới như thế điểm mánh khóe. Không chỉ thị giác, Bạch Trạch gia hỏa này hình chiếu che đậy chính là ngũ giác. Ngươi cẩn thận nghe, bên tai có thể truyền đến xa xa tiếng nghẹn ngào. Tô Lên giơ cánh tay lên đem Lãnh Vô Yên làn da bộc lộ ra một điểm ở bên ngoài. Còn có phù hợp cái này dưới đất thông đạo tràng cảnh âm u lạnh lẽo ẩm ướt xúc cảm. Tô Lên khép kín trên cánh tay làn da, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít một hơi. Cùng với trong không khí này tràn ngập nhàn nhạt mùi hôi thối. Tô Lên mở mắt ra cười tà nói, nếu như đối bản thân nhận thức không đủ mãnh liệt mà nói, đời này đều sẽ bị vây ở chỗ này. Ta nói đúng không, Bạch Trạch? Trong núi lớn Bạch Trạch lông mày nhảy một cái. Hình chiếu trùng bên trong, Tô Lên ngữ khí 10 phần tự tin, phảng phất có thể nhìn đến trong giám thị hắn đồng dạng. Nếu không phải là Tô Lên một mực đối mặt với phía trước, không có hướng hình chiếu trùng góc nhìn nhìn qua. Bạch Trạch thật sự cảm thấy Tô Lên đã xem thấu cái này huyễn tượng. Biết sự tồn tại của hắn. Ha ha, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Venom, tâm tư quả nhiên kín đáo. Bạch Trạch theo thói quen khen tặng một câu, lại trông thấy Tô Lên biểu lộ trở nên nghiền ngẫm. Bạch Trạch nhíu mày, khuôn mặt dừng lại. Không rõ Tô Lên vẻ mặt này là có ý gì. Chỉ thấy Tô Lên một mặt cười tà, chậm chậm nói, ngươi cũng biết ta là Venom. Thì ra, ngươi chính là yêu thú bên kia người xuyên Việt. Bạch Trạch cái này Tô Lên câu nói này chấn động đến mức tâm thần chấn động, theo bản năng lui lại hai bước. Venom biết hắn là người xuyên Việt, chỉ bằng vừa rồi câu nói kia. Hắn là người xuyên Việt thân phận từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, thậm chí yêu đế nhóm cũng không biết. Hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn thất thố, nhanh chóng khôi phục tâm tính. Không nhanh không chậm nói, a, người xuyên Việt, ta ngược lại thật ra lần đầu tiên nghe được người khác xưng hô ta như vậy. Ha 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 ha, Tô Lên ngửa mặt lên trời cười to, Trang, còn Trang. Ngươi không phải người xuyên Việt, vậy làm sao ngươi biết ta là Venom? Bạch Trạch cười nhạt nói, ta không chỉ biết ngươi là Venom, ta còn biết ngươi đến từ Lưu Quang Thị, thậm chí còn là ảnh vệ. Đúng không, Venom ảnh vệ? Tô Lên nâng hai tay lên hướng về phía vỗ tay, chính xác, ta tại ảnh vệ bên trong chính xác dùng chính là Venom xưng hào. Vậy còn ngươi? Ngươi giải thích thế nào, ngươi, ta, Bạch Trạch hơi hơi nhíu mày, ta liền là ta cần giảng giải cái gì không? Là ta nói không đủ tinh tường, Tô Lên cười lạnh, tự tốn nói, ta là hỏi, ngươi làm như thế nào giảng giải ngươi đây, Bạch Trạch. Bạch Trạch lông mày lại nhăn, câu này đuổi kịp một câu có cái gì khác nhau? Bất đồng duy nhất chính là từ chữ ngươi đã biến thành Bạch Trạch thôi. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch biểu lộ một trận. Bạch Trạch, tên của hắn, hình chiếu trùng bên trong, Tô Lên tiếp tục nói. Ngươi làm như thế nào giảng giải, Trúc Dung, Kim Ngao Lang, không đúng,
Lâu Kim Cầu, Khuê Mộc Lang, Trần Thủy Dẫn những tên này đâu? À, đúng, còn có Thái Bạch Kim Tinh, Nhị Lang Thần, Hạo Thiên Khuyển những thứ này. Những tên này ngươi làm như thế nào giảng giải đâu? Chớ cùng ta nói ngươi là tùy tính cho những thứ này yêu đế lên. Một cái hai cái ta còn đem ngươi là như có tương đồng đơn thuần hư cấu. Nhưng liên miên 28 tinh túc, cùng cái này đầy trời thần vị, cũng là trùng hợp không thành. Tô Lên nụ cười trên mặt càng nói càng là khoa trương. Đến cuối cùng hai bên khóe miệng đều nứt đến sau ót. Phảng phất đầu từ trong nứt ra hai nửa một dạng. Những thứ này bất quá cũng là ta từ. Bạch Trạch còn muốn dẫy dụa một chút, nhưng nói đến một nửa, hắn cũng từ bỏ. Bất đắc dĩ cười cười, giảng giải chính là che giấu chính là xác thực. Hai cái này điểm kết hợp với nhau, là đầu heo đều biết hắn có vấn đề. Vậy còn ngươi, Bạch Trạch quyết định phản công trào trở về chủ động, mở miệng hỏi. Ngươi tất nhiên cũng biết những thứ thần thoại này cố sự. Ngươi không phải cũng giống nhau là xuyên qua tới. Nói trắng ra là, ngươi theo ta bất quá cũng là kẻ ngoại lai thôi. Không tệ, ta cũng là xuyên qua tới. Tô Lên thoải mái thừa nhận nói. Bất qua nói xong câu đó, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngữ khí trở nên ôn nhu. Không đúng, chính xác tới nói, ta là bị một cái thằng xui xẻo triệu hoán đến. Bởi vì nàng cần ta, nàng thành thị cần ta, thế giới của nàng cần ta, cho nên ta tới. Tô Lên ngữ khí ôn nhu nói. Ở vào thể nội Lãnh Vô Yên không nói gì lấy, trong mắt lập lòe lệ quang. Venom, nàng biết, Venom lời nói này nói là cho nàng nghe. Nàng cũng không nghĩ đến, Venom thế mà lại ở thời điểm này nói ra lời nói này. Ta, nàng đang muốn nói chút gì thời điểm, Bạch Trạch nhiều hứng thú tiếng nói truyền đến. Ta, xem ra ký chủ của ngươi là cái nữ tính a. Cũng đúng, nhìn cái này lưu tuyến thể hình, cùng trong điện ảnh đại cơ bá bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Từ trong cũng có thể nhìn ra được, là huyết thỏ sao, Bạch Trạch âm thanh tiếp tục truyền đến. Hình chiếu trùng chúa, Bạch Trạch ánh mắt chăm chú nhìn hình chiếu hình ảnh. Nhưng lại không đợi được Tô Lên lời nói truyền đến. Tương phản, Tô xưa nay căn cứ âm thanh cảm ứng đã phong tỏa hình chiếu trùng vị trí. Một cây xúc tu từ phía sau lưng dâng lên, lấy để cho người ta không phản ứng kịp tốc độ thẳng tắp đâm về hình chiếu trùng.